Bạch Thủ Yêu Sư Hắc Sơn Lão Quỷ Liễu Hồ Phương Gia. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đèn hoa mới lên, Đại Hạ Vương Triều Trì Hạ Thanh Giang Quận, Liễu Hồ Thành, Kỹ Viện. Nhanh gọi tiểu thanh mộng cô nương đi ra, trong một mảnh đèn lồng sắc màu rực rỡ, tòa này liễu hồ thành lớn nhất yên hoa hạng quán, đã là một mảnh phi thường náo nhiệt vô luận là liễu hồ bạch xương thư viện học sinh, hay là phú giáp một phương con cháu thế gia, hay là tung hoành giang hồ làm hiệp các loại, nguyên bản người tầng giai cùng địa vị. Con đường riêng phần mình khác biệt bây giờ lại đều cùng nhau tụ tập tại một phương lâu đài phía dưới, mà lại đều là giống nhau biểu lộ, đã là hưng phấn, lại bày ra một bộ hào hoa xa xỉ bộ dáng. Trong tay qua ngân phiếu, còn có trực tiếp cầm thành dương bạc tới người gọi ta trách móc tràn đầy phấn khởi vội vã không nhịn nổi hướng trước người trên bàn một trận liền hướng phía phía trên tú bà ồn ào mở nguyên nhân rất đơn giản trong lưu nguyệt lâu thanh quan nhân tiểu thanh mộng cô nương bây giờ đi ra gặp người nguyên nhân trọng yếu hơn là tiểu thanh mộng cô nương bây giờ tuổi tác trưởng thành đến có thể ngủ lại tuổi tác ai không muốn rút thứ nhất này trước nếm phải là tươi sau từng chính là tanh muốn nói lên cái này tiểu thanh mộng cô nương, vậy nhưng thật sự là liễu hồ thành nhất tiệt, theo như truyền thuyết nàng vốn là xuất thân đại gia khuê tú, gia tộc xa sút mới vào yên hoa liễu hạng này. Chỉ bất quá người đọa hồng trần, lại không thay đổi ý chí, thổi kéo đàn hát, cầm kỳ thư họa, đều tinh thông, một tay tiên đạo chữ nhỏ, càng là viết phiêu giật tinh xảo, nàng trước đây viết trải qua thiếp. Liền ngay cả trong thành mấy vị các quý nhân cũng tán dương đâu nếu là may mắn, vào phòng vi, chính mình dễ chịu không nói, toàn bộ liễu hồ thành, sợ là đều muốn hâm mộ chính mình đâu. Trên lầu hai tiểu thanh mộng tiên tử lụa trắng che nửa gương mặt, mắt đẹp nhẹ nhàng quét qua, phía dưới trong kỹ viện lập tức điên cuồng hơn. Ta ra 80 lượng, nguyện cầu tiểu thanh mộng cô nương ban thưởng trà một chiếc, ta ra 100 lượng, nguyện nghe tiểu thanh mộng cô nương đánh đàn một khúc ai cũng chớ cùng ta đoạt ta ra 200 lượng, nguyện xin mời tiểu thanh mộng cô nương làm bạn du hồ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm, càng ồn ào, càng là náo nhiệt. Trong liễu hồ thành này, bình thường tiểu nương tử cũng bất quá hai lượng ba lượng, chính là đang hót, cũng bất quá mấy chục lượng giải quyết thế nhưng là bây giờ nhìn qua trên lầu hai tiểu thanh mộng tiểu nương tử ngực trắng nõn kia, những khách này giống như là càng kích động, từng cái kêu giá cả càng ngày càng cao, lại nói êm tai, hoặc là ban thưởng trà. Hoặc là đánh đàn, còn có hô hào tiểu thanh mộng cô nương đánh mã điếu bài. Công tử nhà ta ra giá 300 lượng, muốn tiểu thanh mộng cô nương bồi một đêm. Trong một mảnh ồn ào, bỗng nhiên vang lên một tiếng gào to, lập tức khiến cho trong khắp đường xuất hiện chốc lát yên tĩnh sau đó ồn ào tiếng vang lên không biết có bao nhiêu người quay đầu đều là hướng ngoài lầu trợn mắt nhìn từ đâu tới cuồng đồ dĩ nhiên như thế thô tục tất cả mọi người là nghĩ đến muốn tiểu thanh mộng cô nương bồi một đêm thế nhưng không có người nói thẳng ra nha ôi vị khách nhân này thế nhưng là tới chậm lại nói chúng ta thanh mộng cô nương đó cũng không phải là theo bạc nhiều ít mà tính liền ngay cả trên lầu hai tú bà đều mặt lộ vẻ không vui trong lầu này mỗi ngày đến chút cho là mình có mấy cái tiền bẩn liền có thể tùy ý làm bậy lăng đầu thanh người coi chính mình có hai tiền bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm còn không đợi buồng tim mọi người tiếng hét phẫn nộ vang lên cũng không đợi tú bà lời nói xong trong lầu tinh điêu cửa gỗ bị đẩy ra chỉ gặp bậc cửa bên ngoài có vị người mặc áo bào trắng công tử ca nhi đi đến bây giờ ngoài lầu chính là mưa phùn mông lung hắn chống đỡ một thanh dù cũ màu đen không nhìn thấy diện mạo chỉ thấy dáng người thon dài một thân quý khí bên hông buộc lấy mấy khối tinh xảo ngọc bội rất là không tầm thường dưới dù ánh mắt hướng ra phía ngoài một tấm tự có khí độ trong lâu huyên náo âm thanh hơi tĩnh lúc này phía sau hắn một cái thanh tú gã sai vặt mà chui ra mở miệng cười lão mụ mụ nghe rõ ràng nhà ta công tử nói chính là hoàng kim trong đường lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ba trăm lượng hoàng kim cái này đúng sao một hai kim liền có thể đổi được mười lượng ngân ba trăm lượng kim này chẳng phải là chính là ba nghìn lượng bạc mẹ ruột của ta nha trên lầu tú bà nhìn xem thiếu niên tiến vào lâu thanh kia, cũng là sừng sốt một chút, sau đó dụi mắt một cái, nhìn kỹ, lập tức liền hoảng hồn, quơ khăn tay liền từ lầu hai đón xuống tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là phương nhị công tử tới, chẳng lẽ là tay ăn chơi kia? Mà tại trong kỹ viện này, cũng không ít khách nhân, chợt nghe đến phương nhị công tử tên, liền đã nghĩ đến người nào đó, nhìn chăm chú đi qua nhìn vài lần, càng là kinh hãi, trong mắt đều muốn rơi ra. Mang mang ngồi nghiêm chỉnh, thân cái cổ sách mắt nhìn tới. A, à, vị huynh đài này, ngươi làm việc qua? Có người nhận ra được nhưng cũng có người không biết cho hắn, sau khi hết khiếp sợ, liền đã khí đỏ bừng mặt tựa như một vị đến từ Bạch xương thư viện học sinh. Không ưa nhất những người cầm tài hoành hành này, đã là tức giận vén lên vạt áo, trách mắng không quy củ không thành quy tắc, tất cả mọi người là đến mời thanh mộng tiên tử, ngươi dù sao tới trễ, há có cầm mấy lượng bạc liền tới đoạt danh tiếng này. Công tử ca áo bào trắng kia ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói. Không biết vị này xưng hô như thế nào, học sinh thư viện kia ngạo nghễ ưỡn ngực, nói. Ta họ hạc, tên gọi chân trương, đến từ bạch xương thư viện, chung quanh có chút lên rối loạn tưng bừng. Bạch Sương Thư Viện là vì Đại Hạ Tiên Điện bồi dưỡng luyện khí sĩ học phủ, phàm là từ bên trong đi ra, tối thiểu cũng là hiểu thần thông biết huyền pháp dị nhân, thần thông quảng đại. Cũng không phải có tiền hay không có thể cân nhắc người bình thường chỗ nào có thể chọc nổi tồn tại bực này. Nhưng ngoài ý liệu là, vị công tử ca áo bào trắng kia nghe, lại chỉ là đầy mặt dáng tươi cười. Cúi thấp thi lễ, khách khí nói nguyên lai là bạch xương thư viện sư huynh, thất lễ thất lễ. Hạc chân trương theo bản năng lồng ngực hơi ưỡn, thần sắc có chút ngạo nghễ. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, vị công tử ca áo bào trắng này mặc dù giống những người khác đồng dạng, nghe chút thân phận của mình liền hành lễ, nhưng cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi. Thế mà mày may không có lộ ra nhát gan sợ phiền phức bộ dáng mơ hồ để hắn có chút không quen hơi rõ ràng xuống cuống họng, liền chuẩn bị sau đó giáo huấn đối phương vài câu. Nhưng cũng liền vào lúc này, bên cạnh có người kéo lấy hạc chân chi áo bào, ghé vào lỗ tai hắn lặng yên nói một tiếng. Lở mờ nghe được tựa hồ có, liễu hồ phương ra, bốn chữ. Hạc chân chi sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, đứng ở nơi đó, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, nói chuyện cũng không phải, biểu lộ âm dương biến ảo, thật lâu mới nặng nề mở miệng nguyên lai là phương thốn phương nhị công tử, tại hạ thất lễ đường đột nhìn công tử chớ trách, hoa. Trong toàn bộ đại điện, nghe được phương thốn phương công tử tên, cũng lập tức một mảnh vắng lặng. Vô luận vừa rồi chuẩn bị chế diễu, trách cứ, ồn ào, xuất ra tài lực liều mạng một cái, đều lập tức trung thực xuống dưới. Tới lại là liễu hồ phương gia nhị công tử, vậy còn có gì có thể nói? mọi người đều biết, liễu hồ thành thành thủ họ thôi, nhưng là cái này toàn bộ liễu hồ thành, đây chính là họ phương. Bọn hắn những này thân hào có thể là con cháu thế gia, chỉ có thể ở liễu hồ thành hoành hành bá đạo. Mà phương gia công tử, lại là đi chiều ca, cũng là có thể hoành hành bá đạo tồn tại. Phương gia vị này nhị công tử, người ta đó là từ nhỏ cầm bạc chùi đít đều ngại cứng rắn, đến cầm vàng, người ta mua bánh bao đều một mua ba lồng, một lồng chính mình từng một ngụm. Một lồng dùng để đánh chó chơi, một lồng thưởng cho quỷ nghèo bọn họ ăn, liền khắp thiên hạ tính, đừng nói cái này nho nhỏ Liễu Hồ Thành, liền xem như trong Thanh Giang quận lớn kia thế gia công tử. Đạo thống kỳ tài, vậy cũng không có mấy cái có thể cùng người ta so đến nha ta còn cùng người ta so cái gì đừng nói chính mình chỉ là cái nho nhỏ thư viện học sinh sợ là thư viện lão tọa sư tới liễu hồ thành thành thủ đại nhân đến bây giờ gặp được phương gia nhị công tử này vậy đoán chừng cũng là đến nhượng bộ lui binh đem tiểu nương tử xinh đẹp dễ thân này nhường ra đi không có cách ai bảo trong nhà người ta gia vị không dạy nổi đại luyện khí sĩ đâu bất quá cũng may hạc chân trương thật không có bị cái kia phương nhị công tử răn dậy đối phương ngược lại cười khanh khách lại theo lễ trả vái chào luôn miệng nói không sao cả sau đó mới cất bước đi vào trong kỹ viện cười ngẩng đầu hướng lầu hai nhìn tới cũng tại lúc này trên lầu hai chợt có một nhánh khăn vàng nhẹ nhàng ném xuống rồi vừa lúc rơi vào phương nhị công tử bên chân chiếu sáng rạng rỡ vị tiểu công tử áo bào trắng xinh đẹp này, nhặt lên khăn vàng, cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn lại. Khăn vàng đưa người, đã nói người ta thanh mộng cô nương cố ý, chúc mừng phương nhị công tử. Phương nhị công tử hữu lễ nha, trong đường người gặp một màn này, đều là phản ứng lại, lớn tiếng kêu tốt. Mới vừa rồi còn tranh đầy ngập hỏa khí, lúc này lại đều giống như là đương nhiên đồng dạng, từng cái chỉ là ồn ào lớn tiếng khen hay ha ha, khách khí khách khí, đa tạ chư vị ra đài cổ động cho mặt mà. Vị kia phương nhị công tử, đem chiếc khăn tại trước mũi nhẹ nhàng vừa nghe, lập tức nghênh đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, sau đó hắn cũng đầy mặt hỉ khí. Đem chiếc khăn cắm vào trên vạt áo của mình, cười hướng trong đường chúng khách chắp tay, đồng thời kêu lên lão ma ma cho trong lâu các bằng hữu mỗi một bàn lại đến một vò rượu ngon ngày hôm nay gặp lại tức là hữu duyên tất cả mọi người mở tiền giấy đều là ghi tạc ta phương nhị danh nghĩa cũng được ai trên ban công tú bà vui liệt đầy miệng răng vàng thanh âm nũng nịu ngài định đoạt mà tại dưới đường càng là có vô số tiếng hoan hô vang lên vài như lật ngược một phương này nho nhỏ mái nhà Ừm, đều nói cái này thanh mộng cô nương là mấy năm gần đây trong thành nhất phát triển, hôm nay ta gặp. Hậu viện trong ốc xá đẹp đẽ, sau gần nước sông, trước có lâm viên, trên bàn bầy rượu ngon cùng chân quả, trước người là thần sắc e lệ, ngón tay nhỏ nhắn đánh đàn mỹ nhân. Phương nhị công tử lúc này chính lệch qua trước án, tay nâng lấy cái cầm, nhìn qua trước người thanh mộng cô nương trong đáng yêu lộ chút ngây ngô, sóng mắt uyển chuyển, vòng eo thon dài trước ngực một vòng tiết trắng kia nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói nha gặp thì thế nào cái kia thanh mộng cô nương không còn đánh đàn mà là tại trên sàn nhà xê dịch nhẹ nhàng bò tới trước người hắn tới phương nhị công tử nở nụ cười không gì hơn cái này đặt ở kiếp trước cũng chính là cái ba bốn tuyến ngài thật sự là vừa mới gặp mặt liền cho cười ta thanh mộng cô nương buồn bực đỏ mặt nhẹ nhàng đập hắn một chút, khởi sướng giận tới. Lại hiếu kỳ nói, ba bốn tuyến là cái gì, cùng ngươi không sai biệt lắm. Phương nhị công tử cười tủm tỉm đánh giá nàng, bỗng nhiên nói. Hôm nay ta bỏ ra tiền, đó chính là làm cái gì đều được. Thanh mộng cô nương trầm trầm chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cúi thấp đầu xuống, không nói lời nào chỉ là thân thể không có xương yếu đuối kia lại nhẹ nhàng hướng hắn dựa sát vào nhau đi qua sắp nằm tại trong ngực hắn hỏi ngươi đâu có phải hay không cái gì đều được phương nhị công tử cười tủm tỉm lại nói thanh mộng cô nương đầy mặt đỏ ửng một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu nói ngốc tử cái này còn muốn hỏi rõ ràng a à, vậy ta an tâm phương nhị công tử liền đẩy ra nàng từ trong ngực lấy ra một quyển kinh thư hướng trên bàn bãi xuống cười nói quyển này thư kinh cho ta chép mười lần một chữ không có khả năng sai tất cả đều phải là chính quy chữ nhỏ buổi sáng ngày mai trước đó liền phải cho ta đuổi ra thanh mộng cô nương nghe vậy lập tức ngây người phương nhị công tử thì là vui mừng hớn hở gọi người nhanh cầm giấy bút đến đầy mặt đều là may mắn bạch thủ yêu sư hắc sơn lão quỷ ngút trời kỳ tài nghe chọn bộ tại mê truyện audio com công tử ngày hôm qua chơi thế nào hôm sau không biết có bao nhiêu hôm qua đã từng trùng hợp thịnh hội liễu hồ thành học sinh cùng đám phú thân đều đang bàn luận bọn hắn cùng phương gia nhị công tử ngẫu nhiên gặp truyền kỳ càng là không biết có bao nhiêu người âm thầm đoán phương nhị công tử cùng thanh mộng cô nương cùng chung một đêm đến tột cùng là cái các loại mỹ rượu mùi vị thèm nhỏ nước dãi thế nhưng là vị này phương nhị công tử cũng đã tại lúc sáng sớm liền leo lên cửa sau xe ngựa đánh xe chính là hắn thiếp thân hầu cận tiểu thanh liễu lúc trước đầu thò đầu vào một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn mà một đêm chưa ngủ phương nhị công tử trên mặt lộ ra hơi có chút ủ rũ bất quá tâm tình ngược lại là lộ ra rất tốt trong tay chính nắm vài quyển mực còn chưa khô cuộn giấy từng tờ từng tờ đảo càng xem trên mặt càng là lộ ra mấy phần dáng tươi cười hướng về đánh xe tùy tùng nhẹ gật đầu nói đuôi cáo lộ ra tiền tam quyển lúc còn nghiêm túc giấu được phía sau mệt liền lộ yêu khí tùy tùng thấp giọng nói vậy ý của ngài là phương nhị công tử nói đi ngoài thành trong lều trà dại đi một chuyến treo giải thưởng năm ngàn lượng hoàng kim diệt trừ nàng tiểu thanh liễu gật đầu nói hay là thông qua trước kia con đường phương nhị công tử nguyết hắn một cái nói chẳng lẽ lại ta phương nhị công tử tự mình xuất thủ tiểu thanh liễu bận bịu rụt đầu về cũng không dám hỏi nữa mà phương nhị công tử thì vén lên rèm hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua chỉ gặp lúc này xe ngựa đã trên đường cái chạy về trên đường khắp nơi có thể thấy được quần áo ngăn nắp khách nữ bọn họ mang theo một mặt say rượu nhếch vai kéo cõng cười cười nói nói về nhà tìm các phu nhân đi ăn cơm những tên ngu xuẩn này a à, hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng thõng xuống màn xe cầm bó bạc lớn hướng trong ôn nhu hương vậy, còn tưởng là chiếm tiện nghi tự xưng là phong lưu, làm sao có thể biết tiểu nương bì nhìn như nũng nịu này, trên thực tế là yêu ăn người. Chính mình bạc này bỏ ra ra ngoài việc nhỏ, nhưng trên thực tế, nhìn như một đêm trong ôn nhu hương triền miên, lại là ngay cả chỉ có vài tia tiên thiên khí cũng bị trộm đi, nói, nhưng lại khẽ nhíu mày. Một cái hồ yêu, có thể như vậy đường hoàng trong Liễu Hồ Thành tu luyện, cầm thế của ai? phương thế giới này, tuy có yêu hồ quỷ quái, nhưng cũng có tu sĩ luyện khí, trong thành có thành thủ cũng tất cả thần tướng, ngoài thành lại có bạch xương thư viện mấy vị lão tiên sinh tọa chấn. Mắt sáng như đuốc phía dưới, những tinh quái này không nói lẫn mất xa xa, làm sao ngược lại dám vào thành tới. Sắc mặt ngược lại là dần dần âm trầm xuống. Bực này chuyện phiền toái, nếu không phải vì mình cùng vị huynh trưởng kia hứa hẹn, coi là thật không nên để ý tới. An tâm làm chính mình hoàn khố tốt bao nhiêu? Một bên nghĩ, hắn một bên từ bên cạnh lấy qua một thanh cũ kỹ dù che mưa, dùng sức ở phía trên khắc xuống một đạo vết tích. Bây giờ trên dù che mưa này đã ngổn ngang lộn xộn, có 12 đạo vết tích. Có lẽ chỉ có phía trước lái xe Tiểu Thanh Liễu biết, điều này đại biểu chính là Liễu Hồ Thành cùng xung quanh bị trừ bỏ ba con hà quái, bốn cái cầm đạo pháp làm sằng làm bậy đạo tặc còn có một cái lừa bán đồng nhi luyện đan yêu phái cùng bốn cái trà trộn tại trong thành yêu tinh nhị công tử trở về nha xe ngựa về tới thành bắc phương phủ lúc phương thốn đã nằm trong xe ngựa ngủ thiếp đi trong phủ nghe được một đêm chưa về nhị nhi tử trở về chính tại trong sảnh ăn đồ ăn sáng phương gia lão gia lập tức nổi giận đùng đùng ngã đũa cầm cạnh cửa trổi lông gà liền xông ra ngoài trong sảnh Phương Mẫu lập tức lo lắng không được, một chàng tiếng khuyên đi theo ra ngoài, nghênh đến nhị môn tế, liền gặp trong phủ lớn mập thô làm nha hoàn. Chính cõng ngủ được mơ mơ màng màng Phương nhị công tử hướng trong đường đi. Phương gia lão gia lửa giận ba trượng liền nghênh đón, vừa mắng một bên quơ trổi lông gà người đồ không có trí tiến thủ này lại chạy chỗ nào lêu lỏng đi a à, đang yên đang lành chín sách không đọc đang yên đang lành công pháp không học a à, bạch xương thư viện tìm ngươi bao nhiêu lần a à, người liền ngại nơi đó quá khổ không chịu đi liền không thể hạ điểm công phu sao a à, ngươi xem một chút ca ca ngươi 7 tuổi nhập thư viện 9 tuổi liền vào quận tông ngươi nhìn nhìn lại ngươi a à, cả ngày liền biết đá gà đấu chó hiện tại thế mà còn học được chạy kỹ viện ngươi tiếng mắng lạ thường hung trổi lông gà vung vù vù rung động cõng phương thốn nha hoàn trong lòng ủy khuất ngài phất trần này huy vũ nửa ngày liền rơi xuống một chút còn đánh ta trên thân lão gia ngài bớt giận nhìn thốn ca nhi cho mệt trước hết để cho hắn trở về phòng nghỉ ngơi đi nha phương mẫu chạy tới lôi kéo phương ra lão gia khuyên nghỉ ngơi một chút hắn làm cái gì liền nghỉ ngơi phương gia lão gia thống mạ đều là ngươi quen thành hình dáng ra sao cái này đều phương mẫu không vui gặp bất tranh khí người nói là ta quen vậy xích nhi như vậy không chịu thua kém ngươi tại sao không nói phương gia lão ra mắng xích nhi nghe lời đó là theo ta phương mẫu phi một tiếng đánh rắm bất tranh khí này mới là theo ngươi cái này theo ngươi cái kia mới theo ta ngoặc kép ngoặc kép chấm hai người cãi, bên cạnh nha hoàn không dám tiếp lời, một màn này thực sự thấy nhiều lắm. Chớ ồn ào, phương thốn mở ra mơ mơ màng màng mắt buồn ngủ, không nhịn được kêu một tiếng. Phương gia lão gia cùng phương mẫu lập tức đều thu âm thanh, phương mẫu còn gạt phương gia lão gia một chút. Người nhìn, nhiễu lấy nhi tử đi ngủ, phương thốn nói cha, ta không có tiền rồi, quay đầu lại cho ta chi chút chi tiêu, phương gia lão gia chính khí trên đầu, nghe vậy chừng mắt lên. Lúc này mới cho ngươi bao lâu liền xài hết, ngươi cái này, phương thốn quay đầu nói. Mẹ, ta không có tiền rồi, quay đầu lại cho ta chi chút chi tiêu, phương mẫu vội nói. Ai, hải nhi ngoan, quay đầu đi phòng thu chi nơi đó lĩnh, phương thốn nói. Vây lại, phương gia lão gia cùng phương mẫu vội vàng tránh ra thúc giục thô làm nha hoàn nhanh cõng hắn trở về phòng đi ngủ mắt thấy đứa bé này bóng lưng nhanh biến mất phương gia lão gia mới phản ứng lại oán trách phương mẫu nói ngươi xem một chút ngươi lại chiều hắn động một chút lại cho hắn bạc làm ngươi biết hắn tiêu xài lớn bao nhiêu nha một tháng so người bên ngoài nhà ba năm tiêu còn nhiều hơn đấy cẩn thận một chút đừng đụng phải đầu của hắn phương mẫu nói nhiều cũng không cần ngươi quan tâm, cũng không phải ngươi kiếm được, phương gia lão gia nói. Ta công việc quản gia đấy, làm sao không phải ta kiếm được, phương mẫu nói. Không có ta dạy dỗ xích nhi như vậy không chịu thua kém, bản lãnh của ngươi có thể kiếm được bạc. Phương gia lão gia tức giận bất bình mà nói. Xích nhi đó cũng là ta dạy dỗ, phương mẫu nói. Phi, bất tranh khí này mới là ngươi dạy tỉnh lại sau giấc ngủ lúc đã là lúc xế chiều phương thốn từ trên giường bò lên sớm có đợi đã lâu nha hoàn cho hắn bưng tới tổ yến phương thốn uống vào mấy ngụm liền cảm giác quá ngọt ném qua một bên không uống lại nhìn trên bàn đã trưng bày một cái hộp gỗ nhỏ mở ra xem liền gặp trong hộp chính là mười mấy cây nạm vàng que thăm trên có bí văn đây không phải trực tiếp dùng để tiêu xài phí mà là trong phương phủ chi lĩnh hoa dùng tín vật mỗi một cây que thăm liền có thể lãnh hoàng kim 300 lượng. Một bên tiểu nha hoàn nhắc nhở. Phu nhân nói, để công tử ngài tránh khỏi điểm tiêu, đây là một tháng, phương thốn khoát tay áo, đem mười mấy cây que thăm đều nhét vào trong ngực. Bây giờ xuyên qua tới vài chục năm, hắn cũng cũng sớm đã quen thuộc thời gian hào hoa xa xỉ này. Mặc dù tên là đại hạ, nhưng này đại hạ lại không phải kia đại hạ, có ý tứ được nhiều có lẽ là thế giới này so kiếp trước lớn quá nhiều cũng có lẽ là có luyện khí sĩ tồn tại cho nên khiến cho trong thế giới này sức sản xuất xa so với kiếp trước cao hơn thế giới này vàng bạc cùng phồn vinh vậy quả nhiên là kiếp trước cổ đại xa xa không có cách nào so sánh cùng nhau chính mình tốt số chuyển thế tại thế giới này chuyển thế tại phương gia càng cho thỏa đáng hơn mệnh chính là cái này phương gia còn có một cái lớn chính mình 12 tuổi huynh trưởng, đúng là cái tuyệt thế kỳ tài. 3 tuổi đọc sách, 5 tuổi khai khiếu, 7 tuổi liền vào thư viện, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, từng bước tăng lên, tiên uy cuồn cuộn, bây giờ đã đã sớm trở thành đại hạ đỉnh tiêm tài tuấn thanh danh lan xa tứ hải man di, tự nhiên cũng liền mang đến gà chó lên trời, bây giờ phương gia, mặc dù còn lưu tại trong liễu hồ thành nho nhỏ này. Nhưng nếu dựa vào vị huynh trưởng phương xích kia bản lĩnh, chính là nhập triều ca cũng là một phương đại tộc. Có hắn tại, phương gia đơn giản không cần kiếm tiền, liền không biết có bao nhiêu tiền bạc cuồn cuộn chảy vào phương gia liền cái này hay là bởi vì phương gia tuân theo vị huynh trưởng kia phân phó từ đầu đến cuối không dám buông tay buông chân đi vớt bạc làm hết thảy cũng đều là dựa vào đại hạ luật pháp từ trước tới giờ không vượt khuôn nguyên nhân nếu không thật muốn đi một lòng nghĩ kiếm tiền vậy liền càng không cách nào tưởng tượng hắc hắc người khác xuyên việt rồi đó là liều sống liều chết nào có ta dễ chịu Phương Thốn đắc ý ngồi xuống. Cho dù bốn năm cái nha hoàn cho mình mặc quần áo đi giày lau mặt, trong lòng có chút đắc ý nghĩ. Bây giờ xuyên qua tới thời gian quá lâu, kiếp trước hết thảy, thậm chí đã nhanh thành một phương mộng cảnh, hắn đều nhanh quên không sai biệt lắm. Bất quá trong trí nhớ, hẳn không có cái nào xuyên qua trải qua giống như chính mình thoải mái nếu thật là có thể dạng này một thế hào hoa xa xỉ vậy mình còn đi khổ không kéo tức làm cái kia luyện khí sĩ làm gì thư thư phục phục cả một đời sống đến già chết không chừng còn có thể lại xuyên qua trở về duy nhất để cho mình có chút nhức đầu đại khái chính là vị huynh trưởng ngay thẳng kia cho mình hạ trừ yêu nhiệm vụ a cũng không biết dựng sai gân nào nhất định phải chính mình mỗi ngày cùng tinh quái yêu tu làm khó dễ đang nghĩ ngợi chợt nghe đi ra bên ngoài trong đình viện một trận phân loạn chạy còn kèm theo vài tiếng kêu rên kêu khóc phương thốn nhíu nhíu mày dạng này nhiễu loạn tại trong phương phủ cơ hồ là không thể tưởng tượng đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì hắn phân phó một tiếng giúp hắn mang giày xong nha hoàn liền vội vàng đáp ứng đi phủ thêm áo choàng phương thốn đứng dậy trong lòng suy nghĩ buổi tối hôm nay nên đi chỗ nào giết thời gian cũng liền tại lúc này ra ngoài tìm hiểu tin tức nha hoàn thất kinh chạy trở về kém chút tại ngưỡng cửa trượt chân trên mặt là giống như mất rồi hồn đồng dạng hoảng sợ trong miệng chỉ là kêu to công tử công tử không xong lão ra ngất đi phu nhân vậy ngài mau đi xem một chút phương thốn thần sắc hơi trầm xuống bước nhanh ra ngoài đi đến đã xảy ra chuyện gì? Nha hoàn mang theo tiếng khóc nước nở kêu lên. Là đại công tử, triều ca truyền đến tin tức đại công tử chết cái gì? Phương Thốn đột nhiên xoay người qua, bước chân ngược lại ngừng lại. thật lâu, thật lâu, hắn mới bỗng nhiên trầm thấp hít một tiếng. chống lâu như vậy làm khó hắn. Bạch thủ yêu sư Hắc Sơn lão quỷ vị huynh trưởng này nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com nhà mình vị huynh trưởng thiên tài kia thế mà chết rồi phương thốn trong lòng yên lặng nghĩ đến đại khái ai nghe nói tin tức này đều sẽ không thể tin được đi hắn thiên tài tuyệt thế như vậy làm sao lại chết liễu hồ phương xích tuyệt thế kỳ tài nó ba tuổi đọc sách năm tuổi khai khiếu bảy tuổi liền được phá cách đặt vào bạch sương thư viện mười tuổi vào đều yển thành cửu tiên tông tu hành mười lăm tuổi cũng đã thành tựu thế gian nhất phẩm tiên giai pháp tướng, vào thanh giang quận thiên nguyệt cung, ở đây tu hành bất quá 7 năm, liền lại lần nữa lấy 22 tuổi chi thân. Tiến nhập thất vương tiên điện bồi đọc, bây giờ, hắn phương nhị 19 tuổi, cũng đã tuyển nhập chúng thánh thiên một trong những người được lựa chọn. 29 tuổi, liền có khả năng tiến vào chúng thánh thiên, đây là khái niệm gì? rất nhiều luyện khí sĩ, bỏ ra mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm con đường, bị 29 tuổi hắn đi đến. Một khi vào chúng thánh thiên, đó chính là đúng nghĩa tiên. Tới lúc đó, liễu hồ thành phương gia, cũng sẽ trở thành đại hạ vương triều, nhất đẳng huân quý thế gia. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn thế mà vào lúc này chết rồi. Không biết thiên hạ này con ngươi của bao nhiêu người, đều đã té ra ngoài, nhưng làm phương xích đệ đệ, Phương Thốn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhân chỉ biết liễu hồ phương xích kinh tài tuyệt diễm, có thể so với nhật nguyệt, phương thốn lại vẫn luôn biết chính mình vị huynh trưởng này có một vấn đề. Hắn là người tốt, từ hắn rất nhỏ thời điểm, trên đường gặp được ác cái lừa gạt người trẻ nhỏ, liền sẽ lớn tiếng quát tháo, kết quả tự mình ngã suýt nữa bị bắt đi, phương gia chưa phát tích thời điểm thấy người nghèo ăn xin, hắn đều sẽ đem lương khô của mình tặng người, tình nguyện chính mình đói bụng cả ngày. Hắn không thể gặp thế gian bất công, đồ gặp ác bá khinh người, hắn sẽ nói thẳng quát tháo, đụng người nghèo chịu khổ, hắn sẽ mở hầu bao tướng tư. Rõ ràng hắn có thể làm an ổn tu hành, hưởng hết thế nhân cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhàn nhã thiên tài, hết lần này tới lần khác bởi vì thích xen vào chuyện của người khác. Không biết rước lấy bao nhiêu tai vạ bất ngờ. Thế nhân chỉ biết là hắn 7 tuổi liền vào Bạch Sương thư viện, chính là miệng mồm mọi người truyền lại tuyệt đỉnh tiểu thiên tài, nhưng lại không biết hắn tại 9 tuổi thời điểm cũng đã bởi vì Nam Hương thả hổ sự tình, trêu đến người người oán trách, Bạch Sương thư viện viện chủ trước bị ép quy ẩn. Thế nhân chỉ biết hắn 10 tuổi liền vào Đều Yển Thành Cửu Tiên Tông tu hành lại không biết hắn 14 tuổi liền bởi vì là tiết lộ Trần Châu Phổ Thiên Nguyệt Hoa trận đánh cắp lăng châu 3.000 dặm vực nội bách tính sinh cơ sự tính, mà bị thiên hành đạo thích khách truy sát qua thời gian rất dài. Những chuyện tương tự, rất rất nhiều. Cũng chính là bởi vì vị huynh trưởng này là cái như vậy người tốt, cho nên phương thốn vẫn luôn cảm thấy, hắn hẳn là mệnh không lâu dài trong con mắt ngươi không cho phép nửa viên hạt cắt thế giới này lại sao dung hạ được ngươi phương thốn trong lòng suy nghĩ từ 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 trong xương phòng đi ra trong toàn bộ phương phủ khắp nơi đều là tiếng khóc nhà hoàn nô bộc thô làm tạp dịch thậm chí ngay cả nơi xa trong chuồng ngựa ngựa phảng phất cũng cảm nhiễm đến bực này cất tiếng đau buồn buồn bã thê tê minh có lẽ bọn hắn gặp qua phương xích số lần cũng không nhiều thậm chí chưa từng gặp qua nhưng toàn bộ phương phủ đều nghe nhiều liên quan tới vị kia đại hạ vương triều thiên đạo kỳ tài truyền thuyết cũng đều đã quen thuộc lấy phương gia vị đại công tử này làm vinh quen thuộc hắn thanh danh phù hộ cùng là là bộc tại liễu hồ phương gia là bộc tại đại hạ tiên sư trong nhà là bộc chính là một phần vinh quang nổi danh nhất chính là trong phương phủ họ hoàng quản gia, đi xa ba ngàn dặm bên ngoài thăm người thân, chính gặp lấy nhà mình tộc chất bị người hãm hại, mưu đoạt gia sản, ngay cả hắn cùng nhau cầm xuống. Muốn hại mệnh, nhưng hắn nói chỉ là chính mình là liễu hồ phương gia hạ nhân, liền lập tức đạt được một quận kia quận thù tự mình hỏi đến, về sau một chỉ hạ xuống, tộc chất gia sản cũng trả. Thậm chí còn thêm ra tới không ít ban thường. Chuyện như vậy, nhiều không kể xiết nhưng cũng chính là bởi vì như thế chợt nghe đến phương xích vẫn lạc toàn bộ phương phủ đều giống như đã mất đi trụ cột đi vào chính đường lúc phương thốn liền trông thấy giữa đường đứng đấy một vị người mặc u lam thiết giáp nam tử trung niên bên người theo hai vị huyền thiết thần binh vệ trước người trên bàn trưng bày một cái hộp miếng vải đen bao khỏa, bây giờ đã được mở ra, phương thốn liếc mắt qua, liền có thể nhìn thấy, trong hộp kia trống rỗng, cũng chỉ là thả một bộ áo bào, một thanh bảo kiếm. Cùng giải rác mấy khỏa linh châu mà thôi. Lão tiên sinh còn thỉnh nén bi thương, một tháng trước ta đi theo phương xích tiểu tiên sư tiến vào vĩnh dạ hoang nguyên, gặp phải loạn ma vây khốn đi lên mặc dù phương xích tiểu tiên sư trượng kiếm đồ ma giết tới thứ bảy bia giới nhưng cuối cùng quả bất địch chúng vẫn lạc tại trong hoang nguyên chúng ta liều mạng tiến lên hộ vệ nhưng làm sao quần ma thế lớn cuối cùng khó địch nổi chỉ từ trong bầy yêu đoạt ra binh khí của hắn hắn hay là nghe được vị nam tử mặc thiết giáp kia nói đến đây phương mẫu đã là khóc hôn mê bất tỉnh chính là dáng chống đỡ lấy phương gia lão gia, cũng đã nhịn không được bôi lên nước mắt, buồn không nói gì. Cho dù là bọn hắn bực này chưa từng lên đường tu hành, thế ở giữa lục người bình thường, cũng biết vĩnh dạ hoang nguyên, nơi đó vô nhật vô nguyệt, vô tận nơi hiểm yếu, yêu ma từ sinh. Nếu mất mạng tại nơi đó, sợ là ngay cả thi cốt cũng lại không nhìn có thể tìm được trở về. Huynh trưởng ta đi vĩnh dạ hoang nguyên làm cái gì? Phương Thốn đứng ở đường một bên, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Giữa đường nam tử mặc thiết giáp xoay người lại, nhìn thoáng qua Phương Thốn, nói: "Vị này là?" Phương gia lão gia thanh âm đều đã không khí lực, dáng chống đỡ lấy nói. "Cái này chính là nhà mình nhị tử, tên Phương Thốn, 17 tuổi, nói đến đây, con mắt đã là im ắng chảy dài." lại là nhớ tới, nhà mình trưởng tử phương xích, không phải cũng là 17 tuổi lúc bắt đầu, lại chưa về nhà. Nguyên lai là nhị công tử. Vị nam tử mặc thiết giáp kia nghe vậy, cũng khách khí chút, hướng phương thốn vái chào lễ, nói. Phương xích tiên sư nhập vĩnh dạ hoa nguyên, nghe nói là vì thiên hạ này lại hàng một đạo long mạch tốt tráng ta đại hạ quốc vận, dạy ta đại hạ bách tính lại không áo cơm thương bệnh chi khốn, ai. Ai nghĩ đến cuối cùng thế mà rơi vào như vậy kết quả, ngay cả ta đại hạ tiên đế, đều nói tình nguyện cầm đại hạ ba đầu long mạch đi đổi một vị phương xích tiên sư trở về. Phương lão gia ta lần này đến, chỉ vì đưa phương tiên thước quần áo trở về, chắc hẳn ta đại hạ tiên chỉ, rất nhanh cũng muốn đến, phương gia lão gia run dày đứng lên, thê tiếng nói. Tạ ơn, tạ ơn tiên đế, phương thốn trầm mặc cũng không lập tức liền nói cái gì nhưng cũng liền vào lúc này vị nam tử mặc thiết giáp kia bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó hướng phương thốn nhẹ gật đầu lấy quyền đấm ngực đi một cái trong quân tri lễ sau đó nói phương công tử tiểu tướng còn có một phong thư mang theo trở về là tiên sư đưa cho ngươi thư phương gia lão gia nghe vậy vội la lên là ta xích nhi lưu sao đúng vậy thiết giáp tướng quân nói bất quá, phong thư này, là phương xích tiên sư tiến về vĩnh dạ hoang nguyên lúc, ngẫu nhiên cao hứng, lưu lại, sau đó giúp hắn thu thập di vật mới phát hiện, mà hắn trước khi chết. Trong cánh đồng hoang vu, lại là, không có thời gian lưu lại thư, phương lão ra nghe được lời ấy, đã là sắc mặt xám trắng, rốt cục tiếp nhận không được bi thương chi ý này, chậm rãi té xỉu. Phía dưới nhà hoàn người hầu tất cả đều kinh hãi, vội vàng đi lên ấn huyệt nhân chung, rót canh sâm. Trong hỗn loạn tưng bừng, vị kia thiết giáp tướng quân liền không ngồi yên được nữa, chìm hít vài tiếng, không đợi Phương Gia lão gia tỉnh lại, liền muốn cáo từ, Phương Thốn đem hắn đưa đến trước phủ. Chỉ gặp hắn trước khi đi thời điểm, hướng về Phương phủ thật sâu bái ba bái, đứng dậy lúc đã đầy mặt bi ý, xuất lĩnh hai vị thần binh vệ cưỡi lên trong đại hạ quân sư hồ tọa kỵ, đề đề đát đát. Từ từ biến mất tại phố dài cuối cùng công tử, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? À, về tới trong phủ lúc quản gia tiến lên đón, đầy mặt lo lắng. Lão già cùng phu nhân, đều đã bi thương quá độ, ngất số về, cũng chỉ có hỏi vị công tử nhìn con tỉnh táo này. Trước phủ phủ lên đèn lồng trắng, báo cho tứ phương, phương gia đại công tử người mất. Phương thốn mặt không thay đổi phân phó lấy, liền muốn hướng mình trong phòng đi đến, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, quay đầu nói chậm đã trước không cần đèn treo tường lồng trong đêm hướng thất thành cửu phủ tất cả phương ra cửa hàng đi tin đóng lại cửa hàng thu hồi hiện ngân cuối cùng nhẹ nhàng bổ sung một câu nói có bao nhiêu thu bao nhiêu đại công tử đã một nhị công tử thế mà còn chỉ muốn trong cửa hàng bạc quản gia trong lòng sinh ra chút vẻ bi thương nhưng vẫn là cố nén khom mình hành lễ nói vâng công tử Phương Thốn không có đi thăm viếng ngất đi phụ thân mẫu thân, mà là trở lại tiền đường, đem chính mình huynh trưởng di vật lần nữa lật sách một lần, sau đó liền sai người hảo hảo thu hồi. Chính mình thì từ từ dạo bước về tới trong phòng ngủ của mình, hắn đem tất cả nha hoàn cùng nô bộc đều trục ra ngoài, mình ngồi ở án thư trước đó, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh vật từ từ ra lên thần tới. Huynh trưởng được đưa về tới di vật, hết thảy cứ như vậy mấy món, vô cùng đơn giản, thanh bạch nghĩ cũng biết hắn bực này kinh tài tuyệt diễm tồn tại đường đường đại hạ tiên sư bên người mỗi một kiện vật không ra gì cũng đều có khả năng liên lụy đến một ít trọng yếu bí mật cho nên tại bị trả lại trước đó tất nhiên đã bị vô số cao nhân cẩn thận tra xét tất nhiên là không có gì huyền cơ có thể là một chút rõ ràng bảo vật mới có thể được đưa về phương phủ đã như vậy vậy nếu nói có huyền cơ gì liền tất nhiên là tại cho mình trên phong thư này Phương Thốn biết, huynh trưởng của mình, nhất định sẽ đem món đồ kia trả lại. Người đại hạ Vương Triều, dù sao vẫn là thiếu khuyết một chút sức tưởng tượng, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, nhà mình huynh trưởng có thể lấy 29 tuổi chi thân. Lấy được đại hạ lập đạo 3.000 năm đến nay lớn nhất truyền kỳ một trong, đây chẳng qua là bởi vì thiên tư kinh diễm, chính là 3.000 năm khó gặp trời ban chi tài, nhưng Phương Thốn lại vẫn cảm thấy nhà mình vị huynh trưởng này trên thân hẳn là có một ít bí mật không muốn người biết không chỉ có là bởi vì chính mình lúc còn rất nhỏ huynh trưởng cho là mình nghe không hiểu cho nên ở trước mặt mình nói qua một chút kỳ quái nói cũng là bởi vì phương thốn cảm thấy mình cùng huynh trưởng ruột thịt cùng mẹ sinh ra sở sinh không có đạo lý hắn thiên tài như thế chính mình lại là cái thái kê nghĩ như vậy phương thốn lấy ra thư bình tĩnh mở ra ngồi ở trước thư án từ từ đọc lấy nhìn qua trên thư một dòng một nét kia đoan chính cứng cáp chữ nhỏ phương thốn chụp chữ đọc đi trong tâm bỗng nhiên khẽ run lên quả nhiên bạch thủ yêu sư hắc sơn lão quỷ tiên thiên chi khí nghe chọn bộ tại mê truyện audio com phương xích tin chính là một phong phổ thông thư nhà nội dung giải rác bất quá mấy trăm chữ đầu tiên là hỏi đến song thân An Khang, lại đề cập phương thốn gần nhất bài tập như thế nào, sau đó liền chỉ nói mình mới vào tiên điện, mọi việc bận rộn, bởi vậy thư sơ cho trong nhà. Nhưng mình đợi cho trong tay sự vụ có một kết thúc, cũng dự định trở về nhà thăm người thân, lấy toàn tưởng niệm. Lặp đi lặp lại nhìn xem đến, cũng không quá mức gì chỗ thần ký. Chính là viết thư trang giấy, cũng là phổ thông, ngay cả nửa điểm linh uẩn đều không có phương thốn trong lòng minh bạch mặc dù phong thư này nhìn bình thường mà lại trên thư linh phong y nguyên hoàn hảo nhưng nếu quả thật có người một mực đề phòng chính mình huynh trưởng mà nói phong thư này nói không chừng đã bị rất nhiều người nhìn qua dù sao đây là một cái có luyện khí sĩ có yêu quỷ tà ma thế giới có là thủ đoạn đem phong thư này trước trước sau sau nhìn qua vô số lần còn không để lại bất cứ dấu vết gì xuống tới hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không dù là đến lúc này đều sẽ có người đang ngó chừng chính mình nhìn chính mình có thể từ trong thư được cái gì cho nên không cần trông cậy vào có vấn đề gì công khai viết ra chỉ từ trong câu chữ đi tìm chân ý mà để phương thốn cảm giác có vấn đề chính là trong thư một đoạn văn thốn chi tư chất hơn xa tại huynh chỉ niệm song thân không nơi nương tựa, cho nên động ý nghĩ cá nhân, không cho phép nhập thư viện, lưu trong đình thay mặt huynh tận hiếu. Đoạn văn này nhìn rất phổ thông, đơn giản chính là phương xích tại cảm khái, kỳ thật đệ đệ phương thốn tư chất cũng rất cao, thậm chí so với hắn còn cao hơn, chỉ là hắn đã bước lên con đường tu hành nhất định phiêu bạt ở bên ngoài, gần như gãy mất hồng trần, trong nhà song thân không người phụng dưỡng, lúc này mới không cho phép Phương thốn tiến vào thư viện tu tập. Chỉ là làm một tên phàm nhân lưu tại trong tộc, thay thế hắn kẻ làm huynh trưởng này phụng dưỡng song thân. Chuyện này, vốn cũng là trong mắt ngoại nhân Phương gia tình huống. Phương xích tuổi nhỏ hiển lộ bất thế kỳ tài, triển lộ tài hoa, Phương thốn lại là dài đến 17 tuổi, vẫn ở lại trong nhà dựa vào phương xích thanh danh cùng thân phận, hắn muốn nhập tiên viện, hẳn là kiện vô cùng đơn giản sự tình, thậm chí liễu hồ thành cái này tứ phương nổi tiếng bạch xương thư viện. Trước đó đều đã từng có tọa sư chuyên lấy người đến phương gia xin mời qua hắn, chủ động dẫn đạo hắn đạp vào luyện khí sĩ con đường này. Có thể cơ hội bày tại trước mặt, phương thốn lại không chịu đi, nói thác vất vả, cả ngày chỉ chơi bời lêu lồng, lưu luyến tại đường phố ở giữa liền ngay cả phương gia lão gia có đôi khi đối với người ngoài giảng, đều chỉ sẽ nói luyện khí sĩ quá cực khổ, vừa thành luyện khí sĩ, nửa đời không có nhà, trong nhà ra một cái luyện khí là được rồi. Mỗi ngày ở bên ngoài cũng gặp không đến cái mặt, lưu nhỏ này ở bên cạnh phụng dưỡng, nhìn xem cũng khoan hoài. Rất nhiều người chính là bởi vậy, mới phát giác được phương thốn không cầu phát triển, có cơ hội không thêm vào lợi dụng, thường thường âm thầm diễu cợt. Nhưng bọn hắn không biết là Phương Thốn Kỳ thật thật thi không đậu thư viện. Luyện khí thiên phú vốn là thiên bẩm, người có một ngụm tiên thiên chi khí, lớn mạnh tinh thần, chống cự yêu tà, vượt qua sinh kiếp phân chia chúng sinh. Khẩu khí này chính là người hoặc là thiên địa sinh linh giáng sinh xuống tới, hô a à ngụm khí thứ nhất từ đây lưu tại nhục thân, vô ảnh vô hình, lại chân thực tồn tại từ khẩu khí này vượt qua hỗn độn cùng thanh minh, đã phân biệt từ trong bụng mẹ cùng tự thân, sau đó sinh trưởng kinh lịch, minh lý biết vật tuần tự kinh lịch ấu thanh tráng niên, lại đến giả yếu, mà khẩu khí này. Cũng vào khoảng tạ thế thời điểm, rời đi chính mình. Khẩu khí này, chính là người bản nguyên, cũng là tu hành căn cơ chỗ. Bởi vì tiên thiên mang đến, thượng thương ban cho, là lấy gọi là tiên thiên cái gọi là luyện khí sĩ chính là mượn một ngụm này tiên thiên chi khí người tu luyện người chi tư chất yêu khuyết liền cũng ở chỗ đây có người trời sinh tiên thiên chi khí mạnh sinh ra bách bệnh không sinh đầu não thông minh cũng có người tiên thiên chi khí yếu kém cho nên sinh ra thể chất suy vi tâm tư ngu dốt trăm ngàn cá nhân có bởi vì lấy một ngụm này tiên thiên chi khí khác biệt liền có trăm ngàn tính tình trăm ngàn tính tình lại thành tựu trăm ngàn loại gặp gỡ đủ loại nhân duyên mới bắt đầu đều là khẩu khí này người người đều có tiên thiên chi khí cho nên người người đều có thể tu hành nhưng tiên thiên chi khí cường tráng tự nhiên thiên phú cũng liền càng tốt hơn lại càng dễ đạt được yêu ái tiên thiên chi khí không mạnh dậy dỗ đứng lên khó khăn càng khó có hơn lớn thành tựu trong truyền thuyết luyện khí sĩ liền có một loại kiểm tra đo lường người tiên thiên chi khí pháp môn có thể tiêu chuẩn cân nhắc thế gian truyền ngôn tiên thiên chi khí người mạnh nhất chính là ba tấc ba ly ba phần đây là người có thể đạt tới cực hạn người yếu nhất cũng đơn giản chính là người chết bất quá thế gian này to lớn không thiếu cái lạ cũng có một số người lúc sắp chết tiên thiên chi khí nhưng không có tan hết liền có khả năng lưu giữ lại dù ở bên ngoài cơ thể chính là cô hồn dã quỷ khốn tại thể nội chính là cương yêu thi ma như vậy đủ loại không phải trường hợp cá biệt bạch xương thư viện làm tiên điện hạ thiết chuyên thay đại hạ vương triều bồi dưỡng luyện khí sĩ hạt giống địa phương tự có thu đồ đệ quy củ Bọn hắn tiêu chuẩn chính là ba tấc làm danh giới. Người ba tấc trở lên, tư chất là tốt, có thể dạy bảo. Người ba tấc trở xuống, tư chất không đủ, chính là tu luyện cũng khó phá sinh tử kiếp, hay là thành thành thật thật sinh hoạt đi. Ở trong mắt rất nhiều người, Phương Thốn Thiên tư hẳn là rất tốt, dù sao hắn có một cái trong truyền thuyết tiên thiên chi khí đạt đến ba tấc ba trở lên huynh trưởng, huynh trưởng thiên tư cao như thế như vậy cùng huynh trưởng ruột thịt cùng mẹ sinh ra chảy đồng dạng huyết dịch đệ đệ thiên tư tự nhiên cũng sẽ không kém đến đi đâu nhưng so sánh so sánh lúng túng là phương thốn trong lòng rất rõ ràng chính mình tiên thiên chi khí hẳn là không đủ ba tấc muốn dò xét ngụm tiên thiên khí này cũng là không cần toàn trông cậy vào luyện khí sĩ thủ đoạn có cái phương pháp đơn giản nhất nín thở phi nước đại chạy thời điểm khẩu khí kia giấu tại thể nội phồng lên tạng phủ đan điền người thiên phú cao nín thở phía dưới có thể chạy trăm bước hai trăm bước nhưng người thiên phú thấp bất quá mấy chục bước liền đã choáng đầu hoa mắt cái này kỳ thật liền thể hiện ra tiên thiên chi khí mạnh yếu theo như đồn đại còn có một loại thổ phương pháp đó chính là bắt lấy cổ cắt một đao nhìn máu phun ra bao xa coi không nói đừng thử Phương Thốn chỉ ở trong âm thầm thử qua loại phương pháp thứ nhất, phát hiện chính mình chỉ có thể chống đến 80 bước. Về sau còn điên cuồng khổ luyện qua một trận, lại cũng chỉ có thể chống đến 85 bước, lại nhiều một bước cũng khó khăn. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, đây chính là chính mình cực hạn, không cải biến được. Giống như là kiếp trước trăm mét trắc nghiệm, không phải ai đến luyện một chút, đều có thể tiến vào 10 giây vật gì đó từ trong bụng mẹ liền đã quyết định không có cách nào cải biến chỉ có thể nhận mệnh lúc trước hắn một mực không vào thư viện chính là bởi vì đi vào liền làm lộ mà nếu tiên thiên chi khí yếu đuối như vậy phương thốn thiên tư tự nhiên cao không đến đi đâu nhưng hết lần này tới lần khác phương xích ở trong thư nói mình tư chất hơn xa với hắn rõ ràng chính là tại nói hưu nói vượn chẳng lẽ đây là huynh trưởng của mình tại già mồm trấn an cổ vũ chính mình thường nhân xem ra có lẽ cũng bình thường nhưng phương thốn lại biết đây không phải huynh trưởng tính tình đây chính là một người cha mẹ của mình mừng thọ đều chỉ sẽ nói sống lâu trăm tuổi mà không nói thọ sánh nam sơn đỏ a trong lòng lên điểm ấy hồ nghi phương thốn liền tiếp theo nhìn xuống chậm rãi thưởng thức đọc, thấy được thư phần quý, liền lại nhìn thấy một câu đặc biệt lời đơn giản. Thế sự mặc dù gian, nhưng thiên đạo huy hoàng, đạo của ta định không cô vậy. Lời cổ nhân xích có sở đoàn, thốn có sở trường, như đệ hữu tâm tiên đạo, định không thua vi huynh. Có thể nhổ loạn thiên chi vân, chấn vĩnh dạ chi tà, huynh cũng có thể giải sầu quy điền, thủ sáng tỏ mặt trời, mà làm mèo chó. Thế nhân chi nhạc, không hề có như vậy chi giả từ trên thư lời nói phương thốn phảng phất thấy được huynh trưởng phương xích quy ẩn chi niệm hắn tựa hồ có chút mệt mỏi cùng thông thiên thư từ so sánh phần cuối cuối cùng này giống như là tại tự nhàn thoại lại như là đang hướng về mình phát ra bực tức nhưng lấy phương xích dạng này tính tình cũng sẽ cầu nhau a à. phương thốn ngồi ở trước bàn sách chậm rãi thưởng thức độc giả mỗi chữ mỗi câu tinh tế phỏng đoán nhưng thiên đạo huy hoàng, đạo của ta định không cô vậy. Thiên đạo huy hoàng, đạo của ta không cô. Ngoặc kép ngoặc kép chấm, thanh âm dần dần thấp, duy có mình có thể nghe thấy. Nhìn phương thốn tựa hồ là bị chính mình huynh trưởng thư cảm động, lâm vào trong một loại cảm xúc bi thương, lại không ngoại nhân biết, lúc này phương thốn. Trong tâm chính nhắc lên vô tận kinh đào hải lãng, hắn có thể từ trong tám chữ này cảm nhận được một loại khác cảm xúc mà trong ký ức của hắn, tám chữ này cũng là lúc trước huynh trưởng đã từng đối với tuổi nhỏ chính mình, không chỉ một lần nhắc qua tới. Đây không phải phương xích thường nói, bởi vì phương xích chỉ ở chính mình, lại là tuổi nhỏ trước mặt mình đề cập qua. Bây giờ vốn lại ở trong thư viết là vì sao ý từ từ nhớ tới tám chữ này phương thốn chậm rãi để cho mình tâm thần nhẹ nhàng đắm chìm vào trong tám chữ này cũng không biết trải qua bao lâu tám chữ này dần dần như sấm nổ tại tâm hắn ở giữa bốc lên tràn ngập tại trong tâm càng lúc càng vang phảng phất là cuồn cuộn thần lôi đến cuối cùng lúc phương thốn thậm chí không biết là mình tại niệm tám chữ này hay là tám chữ này tại tự động quanh quẩn ở buồng tim hết thầy chung quanh đều đang chậm rãi biến mất chỉ lưu bóng tối vô tận giống như là lâm vào trong một giấc mộng án thư cửa sổ thậm chí nóc phòng đều là biến mất phẳng phất thân ở hư vô mà chung quanh hắn lại vang lên vô tận sấm rền thanh âm cẩn thận biện bạch liền có thể phát hiện tất cả tiếng sấm rền kia đều là đan vào một chỗ, nặng nề hồn nhiên, thiên đạo huy hoàng, đạo của ta không cô tám chữ này, tựa hồ tám chữ này đã hóa thành sấm rền. Vang vọng tại giữa vùng thiên địa này. Rắc rắc phần phật, Phương Thốn ngẩng đầu, liền giống như nhìn thấy trên trời cao đang có từng đạo thiểm điện xẹt qua nơi này một sát na, phảng phất có lực lượng nào đó, ngay tại xuyên qua vô tận thời không, ngang qua đại hạ chi địa, hướng về phương trạch vọt tới. Đó là vô cùng vô tận hắc ám thần lôi, giống như mạng nhện hiện đầy bầu trời, sau đó từ cửu thiên rủ xuống. Một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về chính mình bổ đem xuống tới, tại dưới vô cùng vô tận thần lôi kia, chính mình là một người bình thường, chính mình là một phàm nhân giống như sâu kiến tựa hồ mỗi một đạo khủng bố dị thường thần lôi, đều có thể đem chính mình đánh chúng vỡ nát. Không chỉ có là chính mình, liền ngay cả toàn bộ phương trạch cùng trong phương trạch tất cả mọi người, đều bị đánh chúng vỡ nát. Hắn đối mặt cục diện này, thậm chí không có chút nào dẫy dụa chi lực. Liền ngay cả phương thốn, trong tâm cũng nhịn không được dâng lên một loại đại khủng hoảng, đối mặt không biết sợ hãi cảm giác bất lực. Trong lúc cấp thiết, hắn chỉ làm hai chuyện kiện thứ nhất liền đem chính mình trên thư án nghiên mực đặt ở án thư phía trên bên trái trong một phù văn mơ hồ không thể gặp kiện thứ hai liền đem bên người chiếc dù cũ kia cầm lấy chống tại đỉnh đầu bạch thủ yêu sư hắc sơn lão quỷ thiên đạo công đức phổ nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com phương trạch là liễu hồ thành to lớn nhất tòa nhà cửa ra vào có hai tòa sư tử đá một cái nghiêng đầu một cái nhếch miệng trong liễu hồ thành bách tính gặp đều nói phương gia nhị công tử không đứng đắn hai con sư tử đá này cũng không đứng đắn các tiểu thư phu nhân trẻ tuổi từ phương phủ trải qua đều sẽ nói luôn cảm thấy hai sư tử kia tại không có hảo ý nhìn mình căm chăm bất quá vô số người lúc nửa đêm đi sờ qua đó chính là hai cái sư tử đá không là sống nhưng là tại phương thốn đem nghiên mực bày tại án thư phía trên bên trái lúc hai con sư tử đá này lại giống như là ẩn ẩn xuất hiện một ít biến hóa chợt nhìn đi hay là như thế nhưng đầu nhếch miệng không có chính hình nhưng chúng nó sau lưng phương ra tòa nhà lại mơ hồ thay đổi tòa nhà hay là tòa nhà kia lại giống như là hơi có chút không chân thực cũng là vào lúc này phương thốn đã che dù đi tới trong viện dù là một thanh nhìn phi thường phổ thông dù cũ, vải dầu màu đen là mặt ô sắc cây trầu là cán dù, phía trên không có hoa văn, nhìn cổ lão mà cũ nát, chỉ ở cán dù chỗ. Khác lấy khổ khổ dựng thẳng thụ đường cong, chỉ ở cán dù chỗ, khác lấy khổ khổ dựng thẳng thụ đường cong. Mỗi một cây đường cong, đều đại biểu cho phương thốn đã từng chém giết qua một con yêu quái có thể là tà tu, từ 14 tuổi bắt đầu hắn liền tìm kiếm khắp nơi những yêu ma ẩn núp trong liễu hồ thành này sau đó có thể là thông qua sát thủ có thể là thông qua một chút không muốn người biết phương pháp đem những yêu vật này đưa vào địa ngục đi nghiêm ngặt tính toán ra những yêu ma này cơ hồ không một chỉ chết bởi tay hắn lại đều là bởi vì hắn mà chết chảm yêu trừ ma cứu lê dân chính là công đức thanh dù này chính là một cây dù có được vô tận công đức rắc 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 thần lôi cuồn cuộn rơi đem xuống tới đều là đánh vào trên dù đen sau đó tán loạn vô hình dù cũ phổ thông nhìn mảy may cũng không đáng chú ý này vào lúc này vậy mà có thể chống đỡ những thần lôi kia hoặc là nói không phải dù cũ chống đỡ hạ thần lôi mà là trên dù công đức chống đỡ hạ thần lôi phương thốn có thể cảm giác được theo thần lôi đánh rớt trên dù đang có một loại nào đó vật vô hình tại tán đi nhưng tán đi đồng thời nhưng cũng giúp hắn đỡ được những thần lôi quỷ dị tựa hồ ẩn chứa vô tận hủy diệt tà dị hỗn loạn mà điên cuồng này lẫn nhau chôn vùi giống như thật như huyễn một màn khiến cho phương thốn cũng không biết thân ở trong chân thực hay là hư ảo chỉ cảm thấy tại kinh lịch một trận ác mộng liên tiếp không ngừng thần lôi phảng phất vô bờ bến đồng dạng rơi xuống hắn cũng không biết khi nào mộng tình thiên địa không hữu báo thiện ác ta tự biết hạnh tại ngay tại hắn cảm giác toàn bộ tâm thần đều muốn sụp đổ đại não cũng muốn vỡ ra thời điểm trên đỉnh đầu hắc ám thần lôi thời gian dần trôi qua yếu đi tại dưới vô tận thần lôi kia trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo to lớn bảng danh sách danh sách kia to lớn phẳng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều che khuất phía trên viết đầy chữ này đến chữ khác giống như tên người giống như ghi chép tản ra vô tận hung uy Phương Thốn kiệt lực hướng trên bảng danh sách nhìn lại, muốn nhìn rõ chữ ở phía trên dấu vết. Nhưng hắn trong khi thoáng nhìn này, cũng chỉ thấy được nhất đầu nguồn một nhóm chữ. Thiên đạo huy hoàng, đạo của ta không cô. Cũng liền tại hắn thấy rõ tám chữ này đồng thời, bỗng nhiên danh sách kia rơi xuống. Giờ khắc này giống như toàn bộ thương khung đều rơi xuống, hoàn toàn rơi vào phương thốn trên đỉnh đầu trọng lượng kia giống như là muốn đem hắn đè sập hô phương thốn bỗng nhiên tỉnh lại hắn nhìn thấy chính mình còn tại trong thư phòng dù cũ cũng vừa vừa rồi cầm trong tay vừa rồi đó là nghĩ đến trước đó trong mộng xuất hiện ảo giác hắn liền cảm giác mình ngay cả khi cũng không kịp thở thật chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng phương thốn trong tâm dâng lên một loại cảm giác cực kỳ khác thường nhưng cũng liền tại ý niệm này dâng lên thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt lại lần nữa trở nên hắc ám phảng phất nhìn thẳng vô tận đêm khuya nhưng ở trước mắt trong bóng tối lại có một đạo quyền trục từ sâu trong bóng tối hiện lên đi ra đồng thời lặng yên không tiếng động triển khai phía trên bắt đầu nổi lên cái này đến cái khác phong cách cổ xưa mà cứng cáp kiểu chữ thiên đạo công đức phổ, liễu hồ phương thốn, tiên thiên chi khí hai tắc chín tám. Lại đằng sau, chính là công đức hai chữ, mà tại công đức đằng sau, còn có hơi nhỏ hơn chút chữ viết từ từ hiển hóa. Sáu nghìn niệm, mà số lượng sáu nghìn niệm này, cũng ngay tại chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành ba nghìn niệm. Đây là, phương thốn hơi ngạc nhiên, sau đó liền cảm giác trong tim của mình dâng lên vô số suy nghĩ. Ý niệm này, giống như là trên quyển trục tán phát đi ra, chủ động tràn vào trong tim của mình, cảm giác vô cùng kỳ quái, theo suy nghĩ, tiến nhập trong tim của mình, từ từ tan ra, chính mình tự nhiên mà vậy. Liền minh bạch rất nhiều sự tình, in dấu thật sâu khắc ở trong tâm. Thiên đạo công đức phổ, chuyển đổi công đức, sửa đổi nhân quả. Ngoặc kép ngoặc kép chấm. Đây, đây chính là huynh trưởng bàn tay vàng phương thốn trên khuôn mặt dần dần hiện lên một chút nhỏ xíu biểu lộ nhà mình huynh trưởng đích thực đem hắn bí mật lớn nhất đặt ở trong phong thư này hắn cũng rốt cuộc minh bạch trước đó huynh trưởng vì sao ba ba viết thư cho mình mệnh chính mình chém giết yêu ma thiện trí giúp người nguyên lai like, hắn đã sớm chuẩn bị xong đem bí mật này truyền cho chính mình Nguyên lai phải thừa kế thiên đạo công đức phổ này, ngoại trừ lặp đi lặp lại niệm tụng bát tự bí chú kia bên ngoài, còn cần kinh lịch khảo nghiệm quỷ dị này. Nếu không có những công đức chính mình ngày bình thường chảm yêu trừ ma này, chính mình vừa rồi có lẽ đã bị thần lôi quỷ dị kia đánh chết đi. Tâm thần đặt ở công đức hai chữ phía trên, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những điểm công đức này đều đến từ chỗ nào. Liễu Hồ thành Nam Bạch yêu khê tam quái, kế 1500 niệm. Xích Phần lĩnh đạo tặc lưu huyền, kế 400 niệm. Bắc cung yêu tu Trịnh Lâm, kế 1200 niệm. Những này đều là phương thốn sử dụng thủ đoạn diệt trừ yêu ma. Trước đây hắn làm những việc này đều phi thường bí ẩn người liễu hồ thành chỉ biết những yêu ma tai họa một phương này bị người trừ đi lại không người nào biết những sự tình này cùng phương gia nhị công tử có quan hệ kiếp trước có nghe đồn người làm chuyện tốt dù là không người nào biết nhưng cũng để giành được âm đức sẽ có phúc báo làm chuyện ác dù là man thiên quá hải cũng sẽ tổn hại âm đức sớm muộn có ác báo lời này càng giống là an ủi người người tốt sống không lâu tai họa di ngàn năm sự tình gặp nhiều nhưng không nghĩ tới ở thế giới này thế mà thật xuất hiện dạng này dị bảo có thể đem tự mình làm qua sự tình chuyển đổi thành công đức cũng biểu hiện tại trên quyển trục cổ quái này giống như là một loại nào đó treo giải thưởng đồng dạng tính toán phi thường rõ ràng trước đó hắn chính là dựa vào những công đức này chặn lại hắc ám thần lôi thông qua khảo nghiệm cuối cùng kế thừa thiên đạo công đức phổ này đây chính là mình có thể đạt được thiên đạo công đức phổ nguyên nhân những người khác coi như có thể phát hiện trong thư bí mật cũng không chịu nổi khảo nghiệm này lại hoặc là nói tự thân công đức không đạt được nhiều như vậy nói căn bản là không có cách thấy được trong thư huyền cơ cụ thể nguyên do phương thốn cũng nói không rõ ràng hắn chỉ biết là huynh trưởng của mình đặc biệt gửi phong này cho mình ẩn giấu huyền cơ ở trong đó mà xúc động huyền cơ đằng sau lại phải kinh lịch khủng bố như vậy khảo nghiệm liền nhất định là đem các loại tình huống đều liệu đến phương xích a à phương xích chẳng lẽ đây chính là ngươi vị huynh trưởng thiên tài này trở thành thiên tài bí mật phương thốn một hồi lâu sau mới tâm thần khẽ nhúc nhích trước mắt hắc ám tán đi quyển trục biến mất chính mình vẫn nơi tay cầm thư ngơ ngác xuất thần phảng phất chưa từng xảy ra cái gì chỉ có trong lòng của hắn đang có thủy triều vọt tới dũng mãnh lao tới, tâm niệm nhao nhao lên xuống. Ba năm trước đó, người liền bắt đầu để cho ta một cái vừa tròn 14 tuổi hai tử, đi chém giết những yêu ma hung hãn mà kinh khủng kia, chính là vì những này. Người sớm an bài ta khu trừ yêu, lại đang nhập vĩnh dạ hoang nguyên trước đó viết xong phong thư này, ẩn giấu dạng này một đạo huyền cơ là bởi vì người đã sớm biết chính mình không cách nào từ hoang nguyên trở về a à. ngoặc kép ngoặc kép chấm thông qua những bố trí này phương thốn nhòm ngó huynh trưởng một ít lịch duyệt đột nhiên hắn tựa hồ cũng ẩn ẩn minh bạch có lẽ huynh trưởng của mình đã sớm liệu đến chính mình sẽ có một ngày như vậy nhưng nếu đã sớm liệu đến vì sao không nghĩ biện pháp lẩn tránh hắn bất đắc dĩ lắc đầu ngược lại là nhất thời lâm vào trong một loại nào đó thất thần hoảng hốt tiên thiên chi khí hai tấc chín tám đây chính là thiên tư của ta xế chiều hôm đó phương thốn không có tại tiếp tục đọc phong thư kia mà là đem nó khóa vào trong ngăn kéo vỗ chán thương cảm một trận sau đó đi an ủi một chút phụ mẫu cũng dặn dò quản gia chuẩn bị xử lý huynh trưởng tăng sự toàn bộ quá trình ôn hòa nhã nhặn không có nửa điểm dị trạng thẳng đến đêm khuya, hắn nằm lại trên giường, lúc này mới đóng lại hai mắt tiếp tục nghiên cứu Thiên Đạo Công Đức Phổ này. Nhìn qua cái kia hiện ra tiên thiên chi khí, hắn hơi có chút hiếu kỳ. Trước đây hắn chỉ là dùng loại thổ phương pháp nín thở chạy kia, đại khái đo đạc qua, lại không biết chính mình cụ thể tiên thiên chi khí. Bây giờ Thiên Đạo Công Đức Phổ này, ngược lại là trực tiếp hiển hóa cho mình. Hai tấc 98 so với Bạch Sương thư viện chọn đồ tiêu chuẩn kém hai phần, xác thực chẳng ra sao cả. Đương nhiên, đó là trước kia. Bây giờ đã có Thiên Đạo Công Đức Phổ. Phương Thốn chậm rãi thưởng thức vị lấy trước đây Thiên Đạo Công Đức Phổ đầu nhập vào trong thức hải của chính mình suy nghĩ, có chỗ lĩnh ngộ đằng sau, hắn chậm rãi vươn một ngón tay, mò về hư không. Kỳ thật thì là đem ngón tay từ từ chỉ hướng trước mắt trên Công Đức Phổ số lượng Hào tổn ta công đức, bổ ta tiên thiên. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên số lượng kia. Sau đó, hắn liền nhìn thấy 3.000 công đức số lượng, ngay tại biến hóa, biến thành 2.700 niệm. Mà chính hắn tiên thiên chi khí, thì bỗng nhiên lên cao, từ 2 tắc 98, biến thành 3 tắc 01. Phương Thốn nháy nháy mắt, đang tính toán trong này chuyển đổi tiêu chuẩn, sau đó cũng cảm giác một đạo hơi lạnh khí cơ, từ giữa chán tiến vào thể nội, sau đó liền hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm. Thấm đầy toàn thân, dùng nhập huyết dịch, sau đó theo huyết dịch lưu động, thật nhanh đi khắp toàn thân mình, toàn thân trên dưới vô số lỗ chân lông, phẳng phất đều vào lúc này mở ra. Cùng thiên địa ở giữa khí cơ giao hòa lấy. Thực sự khó mà hình dung loại tư vị này đơn giản giống như là một hơi xử lý 10 bình Red Bull, lại như là ở trong ao 42 độ ngâm nửa giờ. Đây chính là cải biến chính mình tiên thiên chi khí cảm giác, phương thốn chính mình, đều có chút ngạc nhiên. Giống như là 50 tuổi suy yếu đại thúc, lập tức về tới 18-19 tiểu sơ ca, phương thốn trong tâm nhất thời kích động không thôi. Hắn biết cải biến nhìn như cơ hồ này, ý vị như thế nào? các luyện khí sĩ thậm chí cho là hoàn toàn không cách nào cải biến tiên thiên chi khí lại có thể tùy tiện tăng lên bạch thủ yêu sư hắc sơn lão quỷ tiên điện ý chỉ nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thiên phú chính là lão thiên ban cho có người tiên thiên cường tráng có người tiên thiên yếu đuối bình thường trong sinh hoạt đồ ăn cùng rèn luyện có thể cải biến một bộ phận cũng có thể chậm lại chính mình tiên thiên chi khí suy yếu tuy nhiên lại vĩnh viễn không có khả năng đột cực hạn kia liền giống như là kiếp trước tuyệt đại bộ phận người chính là hướng chết luyện cũng không có khả năng đột phá trăm mét mười giây cực hạn này bởi vì vượt ra khỏi khả năng này thế nhưng là bây giờ thiên đạo công đức phổ này lại có thể cải biến cái này hắn tiêu hao ba trăm điểm công đức trực tiếp đem phương thốn tiên thiên chi khí tăng lên ba ly chỉ này ba ly, liền từ 10 giây bên ngoài, tiến nhập trong 10 giây. 100 công đức có thể tăng lên một ly tiên thiên chi khí, phương thốn có chút nhắm mắt, trong nội tâm chậm rãi tính toán. Vậy ta nếu là đem tất cả công đức này, đều là dùng để tăng lên tiên thiên chi khí, mình còn có không niệm công đức, cũng liền có thể tăng lên 27 ly tiên thiên chi niệm kể từ đó, chính mình tiên thiên chi khí, liền đã thành ba tấc hai tám, chính là tại Bạch Sương Thư Viện, cũng coi như đỉnh tiêm. Phương Thốn thở dài một hơi, hắn đè xuống ý nghĩ này. Hắn không biết bây giờ huynh trưởng vừa mới qua đời, Phương gia hoàn cảnh bên ngoài là dạng gì, cho nên hắn không dám lập tức sách đến quá mạnh lo lắng sẽ có người phát hiện chính mình trong vòng một đêm giống như là biến thành người khác đồng dạng, bởi vậy hắn chỉ có thể ở trong thời gian phía sau, mỗi ngày đều bắt đầu luyện võ ma luyện. Sau đó ở trong quá trình này, từ từ tăng lên tiên thiên chi khí, thoạt nhìn như là thể phách khôi phục. Dù sao, thân là người tuổi trẻ, bình thường lười biếng, trầm mê ở tử sắc, tiên thiên chi khí, liền sẽ khô héo nhưng ma luyện nhục thân, đổi đi thói quen, liền lại sẽ khôi phục bản sơ. Điểm này, trong mắt người ngoài nhìn, sẽ là một kiện phi thường bình thường. Ngạch tương đối bình thường sự tình. Mà vào lúc này, càng quan trọng hơn, nhưng thật ra là thiên đạo công đức phổ này diệu dụng. Hắn có thể biểu hiện mình bình thường chảm yêu trừ ma công đức, thậm chí có thể mượn công đức đến để thăng tiên thiên chi khí vậy nếu như chính mình tiếp tục chảm yêu trừ ma, phải chăng liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được công đức, liên tục không ngừng tăng lên tiên thiên chi khí? Khi chính mình tiên thiên chi khí đạt đến thường nhân cực hạn 3 tấc 3 phần 3 ly, thậm chí vượt qua một thước, siêu việt một trượng, thậm chí trực tiếp đạt đến 33 trượng, 330 trượng. Vậy mình lại biến thành bộ dáng gì? Đến từ khắc tinh thanh niên năm tốt phương thốn âm thầm nói thầm lấy đè xuống trong tâm không đáng tin cậy suy nghĩ cùng so sánh ta hẳn là quan tâm hơn một vấn đề khác từ dưới mắt mình có thể dùng để chuyển hóa làm tiên thiên chi khí công đức đến xem tựa hồ cũng là tới từ trước đây chính mình diệt trừ những yêu ma kia nói cách khác mình muốn thu hoạch được càng nhiều công đức liền muốn một mực đi chém giết những yêu ma quỷ quái làm hại nhân gian kia hắn hơi cảm giác hai mắt trợn vậy mình không liền đi lên huynh trưởng đường xưa tại thế đạo dung không được người tốt này ngươi lại muốn cho ta làm một người tốt cái này cùng bức người làm đồ đần có gì khác biệt thất đức a à, thành nam long tích pha phương gia đại công tử đại hạ tiên sư phương xích ngay tại hạ táng Bây giờ khoảng cách phương gia đại công tử vẫn lạc nghe đồn đi vào liễu hồ thành, đã qua 7 ngày thời gian, mà tại trong thời gian 7 ngày này, chuyện này cũng đã truyền khắp toàn bộ liễu hồ thành. Thậm chí chung quanh châu quận, như hướng càng xa hơn nói, có lẽ ở ngoài liễu hồ thành, tin tức này, càng là cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đại hạ địa vực. Thậm chí là đại hạ bên ngoài mặt khác mấy cái vương triều quốc gia. Phương gia lão gia cũng không biết chuyện này ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hắn chỉ biết là nhà mình hài nhi không có, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bi thống sau khi, cũng chỉ có thể an bài tăng sự. Chỉ là, phương xích là vẫn lạc tại vĩnh dạ hoang nguyên, ngay cả thi thể đều không có lưu lại, cho nên lúc này tại phương gia trong tộc lăng chôn xuống. Chỉ là một bộ phương gia đại công tử khi còn bé xuyên qua một thân áo bào cùng một bộ ngựa gỗ, Phương xích từ nhỏ rời nhà, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, trong nhà lúc đầu cũng không có hắn quá nhiều đồ vật. Tộc lăng là phương gia mấy năm trước mua, hướng mặt trời dựa núi, ngược lại là khối nơi tốt, chỉ là phương gia lão gia tử ngay từ đầu coi là cái thứ nhất chôn ở chỗ này sẽ là chính mình. Lại không nghĩ rằng, thế mà bị chính mình đại nhi tử không chịu thua kém kia cho đoạt trước thời tiết âm trầm, không lâu liền đã nổi lên mưa phùn, sấm mùa xuân trận trận. Mặc dù chỉ là hạ táng một phương y quan, nhưng người đến đây phúng viếng hay là có vô số. Không chỉ có trong thành này các phương thế gia chi chủ, trong ngoài thành nổi danh tán tu, nhận qua phương gia ân huệ đám người, liền ngay cả bạch xương thư viện cũng tới viện chủ cũng trong tứ đại tọa sư ba vị hơn mười vị giáo viên mà liễu hồ thành thành thủ cùng tọa hạ tất cả phụ tá linh tướng quan các loại cũng tới hơn mười vị đều là chen chúc tại lăng mộ này trước đó đứng yên ở trong mưa chờ lấy đưa một thân y quan này tiến vào trong mộ bọn hắn đã đợi nửa canh giờ còn không có hạ táng những người khác cũng không có bất luận cái gì thúc chỉ là thành thành thật thật chờ lấy bởi vì bọn hắn lúc này đều đang đợi trong tiên điện sứ giả đến đây vì tiểu tiên sư phương xích phúng viếng dựa vào xưa nay quy củ phàm là tiên tài vẫn lạc chính là siêu thoát thế ngoại luyện khí tôn trưởng cũng sẽ hàng chỉ miệng an ủi phương xích tiểu tiên sư khi còn sống đã tiến nhập thất vương tiên điện bồi đọc tại cái này đại hạ vương triều đó đã là vượt khỏi trần gian đại nhân vật Tiên điện tự nhiên nên có sứ giả đến đây phúng viếng, thậm chí là tiên đế tự mình hạ xuống ý chỉ đến phúng viếng cũng có thể, mà trước đây phương gia cũng đã đạt được tin tức. Xác thực có tiên sứ ngay tại trên đường chạy tới, bây giờ đợi không được tiên sứ, tự nhiên không dám vào mộ phần. Chờ hồi lâu, dưới núi hoàn toàn mờ mịt, cũng không cái gì bóng dáng. Thất điện hạ nên động thân mà vào lúc này ngoài mười dặm cái nào đó đâm vào ven đường đình nghỉ mát bên cạnh lại đang có một phương nghi trượng phồn tỏa chừng ba bốn trăm người người hầu đội ngũ đang chờ những người này có tay nâng tiên đế ban thưởng chôn cùng đồ vật có tay cầm đưa hồn đăng tràn có nâng hoa tê màu trắng có bưng lấy an hồn thần tiên hương quy cách độ cao thậm chí đã sắp so sánh với phúng viếng một phương tôn vương điện nhưng một phương này nghi trượng khoảng cách lăng mộ đã tới một bước xa lại đều ở chỗ này ngừng chân trong lương đình có một vị màu đầu kim quan mặc trên người áo bảo màu vàng trên cánh tay còn cột dây lưng màu trắng người thiếu niên đang ngồi ở trên mặt ghế đá trên bàn bầy đầy hoa quả tươi một bên huề oải bị thị nữ đưa vào trong miệng một bên cùng thị nữ hỗn nháo lấy mà ở bên cạnh hắn lại có một vị áo lam mập mạp nội thị thấp giọng khuyên Thất điện Hạ Phụng Tiên Đế chi mệnh, đến đây hàng chỉ, đưa cái kia phương xích tiểu tiên sư đoạn đường, tổng không nên làm trễ nải canh giờ mới là, mặc dù chỉ là một bộ mộ chôn quần áo và di vật. Nhưng cũng là chúng ta tiên điện thái độ, đây chính là hướng phương gia, hướng cái này Liễu Hồ, hướng người trong thiên hạ này, hiện ra chúng ta tiên điện uy nghi, quý tài chi niệm nha người gấp cái gì không thấy mưa a à, người không sợ dội ta người thiếu niên kia nghe được không kiên nhẫn quay đầu chừng vị nội thị mập mạp kia một chút nội thị quay đầu nhìn một chút ngoài đình nghỉ mát giống như là lộ khí đồng dạng mông lung mưa phùn trong tâm có chút bất đắc dĩ cong cong thân thể thấp giọng khuyên nhủ điện hạ tiên khu dễ hỏng tự nhiên không có khả năng bị dội lão nô có thể xuất thủ thay điện hạ xua tán đi mây đen này hành vân bố vũ vốn là thiên đạo vận chuyển người người lão nô này mới nào có sao mà to gan như vậy dám lung tung làm cho người thiếu niên kia ngược lại chừng mắt liếc hắn một cái lại nói bản vương không vội tránh một chút liền tốt nội thị sắc mặt đã trở nên có chút xấu hổ hơi trầm ngâm mới khổ sở nói điện hạ cái kia phương xích tiên sư còn đang chờ soạt người thiếu niên bỗng nhiên nổi giận đem trên bàn trái cây đều quét vào trên mặt đất trong đình nghỉ mát người người kinh hãi quỳ xuống một mảnh vậy liền để hắn chờ đợi tốt người thiếu niên sắc mặt không ngờ trở nên không gì sánh được âm trầm còn sống lúc không dám để cho hắn chờ chẳng lẽ chết hắn còn không chịu chờ nội thị cong cong thân thể không dám trả lời hắn mặc dù chết rồi nhưng chớ cho rằng bản vương liền quên hắn lúc trước làm sao đối ta người thiếu niên trên mặt hiện ra một vòng thâm trầm hận ý cơ hồ là cắn răng nói hắn vốn là ta tiên điện nuôi một con chó thế nhưng là hắn nhưng dù sao ưa thích dạy chủ nhân làm thế nào hắn vốn là liễu hồ bực này trong bùn nhão mọc ra cỏ dại nhưng dù sao một bộ muốn vì thiên hạ này mang đến mưa móc ban cho buồn cười bộ dáng, ta vốn nên là hắn nhất duy trì, hầu hạ người, thế nhưng là hắn lại vẫn cứ chỉ biết là gian dạy ta. Người như vậy, đáng đời chết tại vĩnh dạ hoang nguyên, phải bị người trong thiên hạ này nhìn hắn trò cười, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là điện hạ lão sư A. Nội thị nhìn qua người thiếu niên đã phẫn nộ đến tiếp cận mặt mũi vặn vẹo, cẩn thận nói vậy cho phương gia ban thưởng. người là chỉ cái kia công phụ hoàng từ thiên ngoại thiên mang tới, ban cho phương gia di tộc viên kia cửu khí cửu chuyển đại đạo diệu sinh đan. Người thiếu niên kia quay đầu nhìn về hướng nội thị, hì hì nở nụ cười. Nghe nói hắn chết, phụ hoàng đều chuyên từ thiên ngoại thiên bên ngoài chạy tới, vứt bỏ tiếp cận thiên ma tại không để ý, phải vào hoang nguyên tìm hắn thi hài, nghe nói hắn chết. Phi Thăng đạo nữ tôn đều dưới cơn nóng giận hủy ba tòa yêu sơn, nghe nói hắn chết, đại ca ca đều xông vào trong ma đàm buông tay đại sát. Ha ha, bọn hắn mỗi một cái đều kỳ thật không thích người này, lại nhất định phải giả bộ như không gì sánh được đau lòng bộ dáng, thật giống như như thế đầu chó hoang chết rồi. Ta đại hạ trời cũng sắp sụp, chung quanh vắng vẻ, không người dám ưng hắn mà thiếu niên kia nói nói, sắc mặt đã mất so âm trầm, bỗng nhiên nói. Lấy tới, thị vệ bên người bộc đợi hai mặt nhìn nhau, do dự một chút đằng sau, có người liền tới đến binh nghiệp ở giữa, trên một giá tử kim hành chu đỉnh đồng trước đó, mở ra đỉnh đồng cái nắp. Từ đó lấy ra một cái nho nhỏ tử hạp, hai tay dâng, đưa đến trước mặt hắn. Người thiếu niên mở ra tử hạp, liền gặp bên trong chính là một cái đỏ đan dược màu trắng, mùi thuốc nồng nặc tán trời, đình nghỉ mát này chung quanh cỏ cây, tựa hồ cũng trong nháy mắt nhiều chút sinh cơ, xanh ngắt tỏa sáng. Đám người nhìn qua đan dược kia, thần sắc hơi động, đều có chút tâm động. Ngay cả ta tiên điện tử đệ đều cần lập xuống công huân mới có thể có đến ban thưởng đại đạo diệu sinh đan, cứ như vậy ban cho người nhà hắn người thiếu niên kia nhẹ nhàng đem đan dược cầm trong tay tại giữa ngón tay vuốt vuốt trên mặt dần dần lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm trong lúc bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng ai ra một tiếng năm ngón tay buông lỏng viên kia bất thế đan dược lập tức lăn trên mặt đất dính đầy bùn bẩn người chung quanh đều là kinh hãi muốn vội vã đi nhặt nhưng lại không dám cũng tại lúc này, người thiếu niên kia bên người tùy tùng, trong ngực ôm một con chó lông quăn, chợt người một cái, con mắt chừng đến căng tròn, bỗng nhiên dẫy giụa lấy nhảy ra ngực của nàng. Vội vã không nhịn nổi lèn đến trên mặt đất, một ngụm liền đem viên đan dược kia nuốt xuống. Cái này, vô luận là lão nội thị này, hay là chung quanh nghi trượng hộ vệ, đều là kinh hãi, sau đó người người cúi đầu, trang nhìn không thấy hắn thân là thầy ta lại chỉ biết cùng ta đối đầu bây giờ lại vẫn muốn cho ta cho hắn người nhà đưa đan người thiếu niên kia nhìn xem một màn này chợt phá lên cười tiếng cười sảng khoái cho trò ăn cũng so cho hắn mạnh nội thị sắc mặt dần dần trở nên xa sút xuống dưới không còn thử thuyết phục thế là mông lung trong mưa phùn tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy bao quát đã chết đi phương xích bởi vì tiên điện ý chỉ còn chưa tới hắn cũng chỉ có thể chờ lấy không thể xuống mồ bạch thủ yêu sư hắc sơn lão quỷ cậu ruột nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com phương xích y quan rốt cục xuống mồ thời điểm đã là đêm khuya ban ngày hạ tắng ban đêm động phòng tồn tại là quy củ nhưng phương xích lại không thể không giống nhau bởi vì tận tới đêm khuya mưa tạnh tiên điện ý chỉ mới rốt cục đến mà lại tuyên đọc ý chỉ, cũng chỉ là một vị mập mạp nội thị, qua loa tuyên đọc qua loa rời đi, về phần vị kia tại ban sơ nghe đồn rằng muốn đại biểu tiên đế bệ hạ tự mình miện an ủi người Phương gia thất điện hạ thì là căn bản cũng không có lộ diện, người Phương gia chỉ có thể ở trên bùn đất khấu tạ tiên ân, mai táng y quan. Sau đó mới vịn toàn thân ướt đẫm Phương gia lão gia cùng phu nhân trở lại trong phủ tới mà tại trong phương phủ đặt mua tăng yến, cũng không có mấy người đến ăn, cũng không biết là bởi vì phải đợi quá lâu, hay là một ít người từ tiên điện xứ giả trong thái độ chậm chạp chưa đến. Lại qua loa tuyên chiếu lĩnh hội tới cái gì, vốn là một mảnh hô hô đung đưa, ông tuôn ra mà đến người đưa tăng, hiển nhiên cũng không có kiên nhẫn đợi đến vào đêm, đã sớm ai đi đường nấy. Có chút thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh treo đầy đèn lồng màu trắng phương phủ tại vi vũ mưa phùn bao phủ phía dưới càng lộ ra bóng người thưa thớt thê lạnh thê lương lão huynh a à, lão huynh người đây cũng là đường đường tiên sư làm sao lại hỗn thành bộ dáng này toàn thân ướt đẫm phương thốn về tới phương phủ đổi một thân sạch sẽ y phục một lần nữa đi ra hắn đi qua náo nhiệt tiền viện lại xuyên qua quạnh quẽ nội đình đối xử lạnh nhạt đánh giá hết thảy trong đầu cũng đang nhớ lại ban ngày đưa tăng thời điểm tiền điện phúng viếng đợi lâu không đến kia trong tâm cũng có chút sinh ra một chút vẻ bi thương im ắng thở dài lấy huynh trưởng phương xích thân phận phải rất cao mới là làm sao lại đi như vậy thê lương tu hành lâu vậy chẳng lẽ liền không có kết giao xuống mấy cái thân bằng cố hữu sao cũng không biết sẽ có hay không có chút người có dụng tâm khác bởi vì những sự tình này sinh ra ý nghĩ nghĩ đến những vấn đề này hắn đem quản gia hoán tới hỏi các phương trong cửa hàng hiện ngân thu hồi lại bao nhiêu bận rộn một ngày quản gia đầy mặt vẻ mệt mỏi bị ý chưa đi thấy đến tang yến chưa ngừng nhị công tử liền tới hỏi trong gia tộc sinh ý trong tâm càng là cảm giác có phần cảm giác khó chịu nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp trả hồi nhị công tử trong bảy ngày này thất thành cửu phủ trưởng quản các phương buôn bán trưởng quỹ cùng tiểu đông ra ngược lại là đều tới không ít cho đại công tử vội về chịu tang nhưng tới trong những người này cũng chỉ có một nửa vận tới bạc những người còn lại đều là nói thời gian quá ngắn không tốt triệu tập hiện ngân chính là vận tới cũng nhiều không đủ số hết thầy tính cả cũng bất quá mười mấy vạn lượng nói đến đây nói lúc sắc mặt của hắn cũng không thế nào đẹp mát lấy phương ra nội tình trải rộng các quận sinh ý một hơi thu hồi tất cả hiện ngân mà nói làm sao cũng không nên chỉ có những thứ này cũng không tệ lắm đủ một hồi ngoài ý muốn phương thốn ngược lại là không có lộ ra ngoài ý muốn gì có thể là tức giận biểu lộ ngược lại lộ ra rất lạnh nhạt chỉ là nói khẽ nói cho các phương cửa hàng trưởng quỹ gần nhất không nên gây chuyện đầu ngọn gió không đúng thà rằng trước đóng cửa thích hợp sợi liền bán nhà mình sinh ý nếu có cưỡng ép đoạt cũng đừng cùng người khác gượng trống hết thảy bảo mệnh làm đầu thủ không được liền nhường ra đi thôi cái này quản gia bị phương thốn lời nói kinh ngạc nhảy một cái đầy mặt ngạc nhiên nhìn lại phương thốn cười cười nói cần chuẩn bị sẵn sàng, phương gia sinh ý, sợ là lập tức liền muốn nghênh đón đàn sói từng bước xâm chiếm, bọn hắn dám. Quản gia nghe vậy trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, rất có vài phần uy nghiêm, hắn cũng biết thế đạo này hiểm ác, chỉ là hắn trẻ tuổi lúc liền tới đến phương gia. Quen thuộc phương gia vị tiểu tiên sư kia tồn tại, đúng là nhất thời so phương thốn càng khó có thể hơn tiếp nhận sự thật này, chỉ cảm thấy không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu muốn cầu phương ra che chở đấy cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người dám đánh liễu hồ phương ra buôn bán người không nên tức giận nhân chi thường tình thôi phương thốn ngược lại là cười nói thế sự như kỳ nhân tình như đau được đến chính là dễ dàng bỏ cũng không cần đau lòng trong lòng của hắn Minh Bạch, Phương gia lão gia, kỳ thật cũng không phải là người biết làm buôn bán, Phương gia gia nghiệp này cũng không phải hắn làm ra. Bây giờ nhìn cái này Phương gia sinh ý trải rộng thất thành Cửu phủ 12 quận, nhưng trên thực tế, rất nhiều sinh ý này cũng có không ít là có người vì đạt được Phương gia tên che chở chủ động cầm phần tử cầu đến phương gia môn hạ tới, huynh trưởng tại lúc bọn hắn tự nhiên ngoan ngoãn dâng lên tiền lãi, nhưng bây giờ tiểu tiên sư phương xích đã không có ở đây, đại thụ đã đổ. Những này cầu che chở cửa hàng, tự nhiên nên tán liền tán đi. Bây giờ phương thốn muốn thủ, cũng chỉ là một chút vốn là thuộc về phương gia cửa hàng. Phương gia gia đại nghiệp đại, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt Phương gia sinh ý, lúc này chắc hẳn đã sớm thèm chảy nước miếng. Như mặc cho bọn hắn đến cướp đoạt, sợ là cuối cùng ngay cả một chút chất béo cũng không thừa nổi. Nguyên bản tại phương thốn trong kế hoạch, những người này hẳn là cũng không có nhanh như vậy ra tay, dù sao hổ chết quy còn tại, phương xích cho dù chết, thân phận và địa vị của hắn ở nơi đó lại thêm ai cũng không biết hắn tu hành nhiều năm như vậy còn có hay không cái gì lợi hại thân bằng bạn bạn cũ trông nom cho nên những người này coi như trông mà thèm cũng nên sẽ không như thế nhanh liền lộ ra nanh vuốt hết lần này tới lần khác lại ra tiên điện việc này tiên điện khinh mạn đã là một loại thái độ có khả năng dẫn phát cực đáng sợ hậu quả phương thốn lo lắng, có lẽ có ít phản ứng nhanh ngoan nhân, đã ngửi được một loại nào đó hướng gió, không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Bây giờ chính mình vẫn chỉ là một phàm nhân, không ngăn cản được những chuyện này, cho nên hắn đã chuẩn bị kỹ càng, phía ngoài những sinh ý kia, nên buông liền buông đi. Chính mình chỉ cần bảo vệ phương gia tại liễu hồ thành sinh ý, đủ phương phủ thường ngày chi tiêu liền tốt. Cũng không thể bị đói lão gia tử cùng phu nhân. Là thấy phương thốn lạnh nhạt lão quản gia ngược lại là trần chờ một lát mới thấp giọng đáp ứng hắn kinh lịch hơn nửa đời người thời gian lại há xem không hiểu những ân tình này lõi đời chỉ là trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận thôi bây giờ nhìn thấy xưa nay nổi danh lang thang nhị công tử bây giờ nhìn sự tình so tài chính mình còn thông thấu trong lòng cũng nhất thời có chút cảm khái phụ thân ở đâu nội sảnh cùng mấy vị thân thích cùng tiểu đông ra tự thoại Phương Thốn nhẹ gật đầu, liền hướng vào phía trong sảnh đi đến, còn chưa vào cửa, liền nghe được trong sảnh tại ồn áo. Tỷ phu đây là không tin được người trong nhà đâu. Một cái thô lỗ thanh âm, tại giận dữ kêu la. Ngài là cái ở nhà hưởng thanh phúc, nhưng sinh ý trong thành ngoài thành này, đều là ta giúp đỡ ngài quản lý, cái kia ngày đấu kim, tháng đấu ngân, lúc nào đi ra phẫn tử đâu bây giờ xích ca nhi không có chúng ta đúng vậy được thật tốt chuẩn bị sớm dự định đâu ngoài thành kia thập nhị liên hoàn ổ khế đất cùng thương ấn ngươi cho ta chuẩn không sai mà phương thốn trong lòng hơi động một chút trên mặt lập tức lồng một tầng hàn khí cất bước đi vào trong nội sảnh phương gia lão gia nâng canh gừng tại rung động uống vào phương gia phu nhân thì bởi vì ban ngày lúc thương tâm quá mức này sẽ sớm bị nha hoàn đỡ đi nghỉ ngơi một ngày này là lớn nhi tử đưa linh cữu đi, thương tâm không nói đến, cũng đều tại trong mưa gió lạnh lẽo đông lạnh hơn phân nửa đêm, vốn là phàm nhân chi thân, lại lên niên kỷ. Tự có chút chống đỡ không nổi, nếu không phải bình thường bảo dưỡng tốt, chắc hẳn đã ngã bệnh. Mà tại phương gia lão gia đối diện, ngồi thì là một thân tơ lụa cậu tào nhân, mợ cùng, biểu huynh tào xương người một nhà, dưới tay hai nhóm trên ghế, thì ngồi những trưởng quỹ tiểu đông ra các loại từ thất thành cửu phủ chạy tới kia, tràn đầy một phòng khách người. Mà tại lúc này, cậu tào nhân chính giận giữ hướng phương gia lão gia nói chuyện, nâng lên chính là phương gia nào đó một chỗ sinh ý. Mà cái này cái gọi là thập nhị liên hoàn ổ, kỳ thật chính là xuôi theo hồ tiếp nước 12 cái bến tàu, hoàn toàn giữ vững nam lai bắc vãng các đại thương đạo quả thực là Liễu Hồ thành địa giới kiếm lợi nhiều nhất sinh ý một trong, nguyên bản làm ăn này thậm chí là sẽ không rơi vào tay phương gia, chỉ là năm đó trong nước này nhiều hà quái. Ăn sống bách tính, va chạm đi thuyền, chính là lúc ấy còn tại Cửu Tiên Tông lúc tu hành phương xích, xuất một đám đồng môn tới, chém giết hà quái, quét sạch đường sông. Đạt được chúng người trong nghề thuyền cảm kích, mới cùng một chỗ đặt ở phương gia môn hạ cậu lúc này ồn ào thanh âm muốn vén phá phòng lớn vẫy tay cánh tay tràn đầy đều là cam đoan phương gia lão gia là người mềm yếu từ trước đến nay không thích cùng thân thích như vậy ồn ào lại thêm hắn cũng xác thực không hiểu trong sinh ý nghề vừa thương tâm bi thiết tâm tư như đay dối liền bất đắc dĩ phất tay trong miệng chỉ nói lấy người xem đó mà làm được rồi cậu người một nhà đều là mặt lộ vẻ vui mừng liếc nhau nhướng mày sao mà chung quanh trưởng quỹ cùng tiểu đông ra bọn người, thì từng cái hai mặt nhìn nhau, có người nhẹ nhàng thở dài lắc đầu, nhưng lại không người nhắc nhở. Liễu Hồ Thành chung quanh mấy cái sinh ý, chính là lưu cho ông nội ta nuôi dưỡng giả, cậu cũng đừng có nhớ thương. Cũng liền tại lúc này, Phương Thốn đi vào nội sảnh, ở trên thủ quá ghế dựa sư thượng tọa xuống tới, ra hiệu nha hoàn đi bưng chén trà nóng tới vừa nói một câu, ngược lại là lập tức đưa tới đầy sảnh người ánh mắt nhìn chăm chú. Ngươi, ngươi, đứa nhỏ này nói chuyện quá không xuôi tai. Cậu cũng ngơ ngác một chút mới bất mãn hướng về phương thốn giáo huấn. Ta là vì phương gia tốt, làm sao có thể nói là nhớ thương. Phương thốn khát nước, liền bưng qua phương lão ra bên người trả uống nửa chén, lúc này mới buông xuống, quay đầu nhìn chính mình cậu thợ mổ heo xuất thân, một mặt giữ tợn kia, nói. Mười năm trước, cậu một nhà từ Sơn Nam quận chuyển đến Liễu Hồ, nhìn tại một nhà thân thích phân thượng, tòa nhà kia, đất, cửa hàng, nhà ta không biết cho bao nhiêu bây giờ ngoài thành ruộng tốt không xuống ngàn mẫu, điền trang liền có bảy tám cái, ngay cả ta vị biểu huynh này, cũng là mượn huynh trưởng mặt mũi, mới cho đưa vào trong bạch xương thư viện đi. Lắc mình biến hóa thành luyện khí sĩ, hắn vừa nói, một bên nhíu mày. Bây giờ ra huynh một, phụ mẫu thương tâm, sự tình loạn như cỏ, cậu làm thân thích, không nói nhiều hơn giúp đỡ, cũng nên thiếu gây chuyện, kết quả ngươi đổ thừa dịp lúc này chạy tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc cái này lại tính là gì sinh ý người trong toàn bộ nội sảnh bỗng nhiên đều nhìn về phương thốn thần sắc ngạc nhiên ngày bình thường vị này phương nhị công tử nổi danh tay ăn chơi một cái xài tiền như nước không biết làm bao nhiêu hỗn chướng sự tình người người đều sau lưng nói hắn là cái kẻ ngu ai có thể nghĩ tới vào lúc này hắn tại trước mặt mọi người chợt giảng lời nói này đi ra làm sao nói đâu, cậu đều bị hắn nói đỏ mặt, trướng gan heo giống như, một hồi lâu mới hét lên. Người nói là thân thích muốn hại ngươi, Phương Thốn buông xuống chén trà, nói: "Ta cũng biết cậu là thân thích, hẳn là sẽ không hại ta, thế nhưng là ta cũng có nhiều tò mò rồi, ngoài thành này thập nhị liên hoàn ổ sinh ý, chỉ là cho nhà cậu một chút tử cổ. Hàng năm đi theo ăn chút tiền lãi thôi, khi nào đi qua cậu tay đánh để ý qua." huống hồ cậu lúc này lại gấp đi quản lý cái gì sinh ý cần dùng tới đất khế cùng thương ấn cậu lập tức bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được miệng mở rộng nói không ra lời một bên mợ gặp cậu há to miệng ba cùng khát cá giống như nửa ngày chen không ra câu nói đến nhất thời gấp có thể lại không quá dám ở công tử phương ra trước mặt lăn lộn nói liền lặng lẽ đẩy ngồi ở giữa phương thốn đường huynh một thanh hướng hắn nao nao miệng Phương Thốn Đường Huynh, họ Tào tên Sương, so Phương Thốn lớn một tuổi, có được dáng người lớn mập, một cái mắt to, một cái mắt nhỏ, xem ai đều giống như nghiêng liếc mắt, biêu hãn hung tráng. Hắn hai năm trước vào Bạch Sương Thư Viện, bây giờ đã tu luyện ra pháp thuật, chính là một vị đường đường chính chính tiểu luyện khí sĩ, đặt ở trong mắt người bình thường. Đây chính là có thể hô phong hoán vũ tiểu tiên nhân đồng dạng. Hắn bản ở nơi đó ngây ngốc ăn trong phương phủ bánh ngọt, bị mẫu thân đẩy một cái, lúc này mới kịp phản ứng, ngạnh lấy tràn đầy gân xanh cổ, đem trong miệng bánh ngọt nuốt xuống, bỗng nhiên nghiêm mặt. Chợt một chút đập vào bên người trên bàn trà gỗ tử đàn. Soạt, bàn trà rắn chắc nặng nề kia trực tiếp bị hắn đập sụ xuống, trở thành một đống mảnh vụn. Người làm sao theo cha ta nói chuyện đâu? hắn nổi giận đùng đùng lạnh như băng nhìn về hướng trên ghế bành phương thốn ánh mắt liền giống như là muốn ăn người giống như tào ra đại công tử cái kia tại liễu hồ thành cũng là nhân vật số một nổi danh hung ác không nói một lời liền muốn động thủ sương nhi ngươi cái này ngươi cái này biểu huynh một tiếng gầm này dọa đến trong toàn bộ sảnh đám người kinh hãi phương lão gia tử rõ ràng không nghĩ tới, nhà mình trước đó cái này chỉ lộ ra chất phác ngu xuẩn ngoan cháu trai, thế mà bỗng nhiên lộ ra hung hãn như vậy một mặt vừa sợ vừa giận. Kém chút bị dọa đến cõng qua khí đi, trong âm thanh khó thở, sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, thân thể ngửa về đằng sau tới, may mắn được một bên nha hoàn phản ứng nhanh, vội vàng đi lên đỡ lấy. Một bên lo lắng hô hào, một bên rụi rụi ngực tới liền xem như cậu cặp vợ chồng, cũng rõ ràng không nghĩ tới, nhà mình nhi tử vừa trừng mắt, lại có bực này hung uy, giật mình đằng sau, trên mặt thế mà ngược lại lộ ra một chút vui mừng. Nhìn qua cái kia hung bá bá đứng ở trong sân tàu xương, bọn hắn giống như là có chút kích động bộ dáng. Nhi tử tiền đồ, ngoặc kép ngoặc kép cần gì chứ đều là một nhà thân thích làm sao làm thành bộ dạng này đâu phương lão gia tử thuận hết giận sắc mặt tái nhợt khổ sở khuyên cái gì thân thích không thân thích tào xương uy phong không giảm xem ở trong mắt mọi người khí cơ trên thân giường như có hỏa diễm đồng dạng kia nhấp nhô cho trong nội sảnh này mang đến vô tận áp lực giống như là bị chán trắng điếu tình đại trùng để mắt tới ánh mắt lạnh lùng ngang qua phương thốn cùng phương lão gia tử nghiêm nghị quát còn tưởng là hiện tại lúc trước phương gia lão đại đều chết rồi về sau còn muốn dựa vào ta thật tốt nói với các ngươi sinh ý các ngươi cũng phải đến oan uổng cha ta nói thật cho các ngươi biết khế đất cùng thương ấn kia các ngươi đáp ứng cũng phải cho không đáp ứng cũng phải cho lấy ra ta bạch thủ yêu sư hắc sơn lão quỷ không ai mãi mãi hèn thêm đầu chó nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đón cấp độ kia hung hoành cùng bá đạo phương lão gia tử đã là giật mình lời nói cũng nói không ra ngoài phương xích triển lộ tu hành thiên tư trước đó phương gia lão gia không có cơ hội nhìn thấy bực này cao cao tại thượng luyện khí sĩ mà phương xích triển lộ thiên tư đằng sau những này cao cao tại thượng luyện khí sĩ thì không không đối hắn khách khí có thừa cái nào dám hướng hắn lão nhân ra đùa nghịch uy phong bởi vậy tính toán ra, nhà mình cháu trai này, vẫn là thứ nhất hướng hắn triển lộ luyện khí sĩ hung uy. Luyện khí sĩ, vốn là người là đem chính mình một ngụm tiên thiên chi khí nuôi đến càng cường đại, đồng thời lấy thêm lợi dụng, tại người bình thường trước có cực lớn lực áp bách. Mà phương lão gia tử bởi vì con trai cả đột tử, vốn là tâm tình bi thiết, tinh thần khô héo thời khắc như thế nào nhận được khí cơ này áp bách, mặt đã như giấy trắng đồng dạng. Nếu không phải bình thường gặp nhiều đại nhân vật dưỡng khí công phu không sai, này sẽ đã ngất đi. Ha ha, Sương Nhi, chớ có dọa sợ ngươi dưỡng. Thấy Phương lão gia tử bị dọa thành bộ dáng như vậy, cậu trong lòng không cách nào hình dung thư sướng, làm bộ khiển trách một tiếng, sau đó hướng Phương gia lão gia nói: tỷ phu ngươi xem trọng tốt làm sao không có khả năng hảo hảo nói sao hiện tại không thể so với lúc trước phương ra thế nhưng là không có luyện khí sĩ về sau chúng ta đạo trong thân thích này còn phải chỉ vào nhà ta xương nhi sinh hoạt đâu ta nhìn khế đất kia một bên mợ nhỏ giọng thầm thì nói khách khí với bọn họ cái gì phương gia vẫn ỷ vào đại ca nhi kia khi dễ người hiện tại đại ca nhi chết rồi xem ai còn che chở các ngươi hừ phía ngoài tăng yến đều không có người ăn còn muốn xính trước kia uy phong đâu khi khi dễ lời này là từ nơi nào đến nói ta nhà ta đối với nhà ngươi có thể một mực phương lão gia tử vừa tức vừa gấp ngay cả cái nguyên lành lời nói đều nói không lưu loát Hắn là thật không rõ, chính mình nhà vợ vị đệ đệ này hay là một cái thúc bá bối đường đệ, năm đó bởi vì lấy trong thôn phát thủy tay, đem trai mang gái đi tới Liễu Hồ Thành tìm nơi nương tựa nhà mình. Phương gia là lại cho phòng ở, lại cho đất nuôi đến bọn hắn áo cơm không lo, về sau nhà hắn hài tử muốn nhập tiên viện tu hành, nhưng thiên tư không đủ, đó cũng là chính mình giấu giếm trong nhà lão đại vụng trộm cho trong tiên viện tọa sư đưa phần quý giá thúc tu mới định ra tới, sợ hắn nhà không đủ tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng hắn, còn đem thập nhị liên hoàn ổ cổ phần cho một thành. Bực này móc tim móc phổi diễn xuất đơn giản chính là nhớ tới người trong nhà tại liễu hồ, không còn thân bằng, chỉ lần này một nhà, nghĩ đến nhiều chiếu ứng chút, rơi cái thiện duyên, chưa từng nghĩ đến. Bây giờ nhà mình lão đại vừa mới mất, bọn hắn liền lập tức biến thành bộ sắc mặt này nhất làm cho Phương lão gia tử không hiểu là từ thái độ của bọn hắn đến xem, làm sao giống như là đem nhà mình xem như giống như cừu nhân. Cho, cho bọn hắn, các ngươi muốn làm gì, khụ khụ, ta cũng không quản được, Phương gia lão gia luôn miệng kêu, thỉnh thoảng ho kịch liệt. Mà trong sảnh này chư vị các trưởng quỹ, bây giờ giống như là cả đám đều vá lại miệng, trầm mặc mà không lời nhìn xem đây hết thảy, càng không nửa cái mở miệng khuyên, sắc mặt có chút bi thương có cảm khái, có chút lạnh nhạt, xem ra phương gia bây giờ thật không giống với lúc trước, nếu là ngay cả thập nhị liên hoàn ổ sinh ý, đều có thể dễ dàng như vậy liền bị người cầm đi. Vậy trong thành ngoài thành mặt khác sinh ý này, ai nói muốn cho rồi, Phương Thốn từ từ đứng lên, nhíu mày nói. Sinh ý đều cho bọn hắn, ta xài như thế nào tiêu cái gì? Cậu người một nhà lập tức đều là kinh ngạc nhìn về hướng hắn. Phương gia lão gia nghe chút, đã kinh hãi vội vàng nhảy dựng lên, một thanh kéo lấy Phương thốn tay áo, đau khổ khuyên. Con của ta, chớ có cùng bọn hắn tranh, cho bọn hắn, đuổi bọn hắn đi thôi, ca của ngươi đã không có, ta còn chỉ vào ngươi dưỡng lão, ta trêu chọc bọn hắn làm gì, ngươi muốn bạc hoa, trong nhà còn gì nữa không? Tự đi trong kho lấy tốt, tuyệt đối đừng cùng ngươi biểu huynh náo đứng dậy a, à, phụ thân, ngươi không cảm thấy cậu toàn gia làm việc rất cổ quái a? À phương thốn quay người vịn phương lão gia tử giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn qua cậu một nhà lại từ giữa trong sảnh các vị trưởng quỹ trên thân quét tới nói trước kia vị biểu huynh này đến trong nhà chúng ta muốn cái gì đồ vật cũng chỉ dám cùng hắn cha mẹ khóc giống phàm là nhất thời mà không có đưa tới trên tay hắn liền nằm trên mặt đất rút dương giác phong ngài nhị lão vì dỗ dành hắn ngược lại là từ trong tay của ta cướp đi không ít đồ chơi cho hắn bây giờ hắn ngược lại tốt dũng khí tăng lên dám cưỡng ép đòi còn một mặt mở mày mở mặt tiền đồ dáng vẻ phương lão ra tử nghe phương thốn lời nói dâu riêng khẽ run không biết nên làm sao nói tiếp phương thốn cười cười nói ta rất lý giải bọn hắn toàn ra, trước kia từ trong nhà chúng ta đòi phòng ở, lấy đi điện, nhưng bọn hắn không cảm thấy tốt bởi vì nhà chúng ta ở phòng ở so với bọn hắn tốt. Nhà ta cũng so với bọn hắn nhà nhiều lắm, cho nên trong lòng bọn họ chỉ có oán khí, chỉ ngại chúng ta để nhà bọn hắn không đủ nhiều, chưa đủ tốt, trước kia nhà chúng ta mặc dù chiếu cố bọn hắn vị biểu huynh này đều cho đưa vào trong tiên viện, có thể nhà bọn hắn cũng cảm thấy đến bị nhà chúng ta chiếu cố không thoải mái, mỗi lần tới nhà ta cầu chuyện gì, đều được cười theo nói lời hữu ích. Chúng ta khổ tâm lốp bốp đem sự tình cho bọn hắn làm, bọn hắn lại cảm thấy chính mình chịu ủy khuất lớn đâu, bây giờ không giống với lúc trước. Hắn nhìn về hướng cậu một nhà ba người, nhất là vị kia một mặt hung trạng biểu huynh, cười lạnh nói huynh trưởng không có, tình thế liền không giống với lúc trước, trước kia là trong nhà chúng ta có cái tiểu tiên sư chống đỡ, bây giờ chúng ta không có, người ta ngược lại là có vị tiểu luyện khí sĩ. Từ giờ trở đi, sống lưng thẳng, tự nhiên không cần lại phụ thuộc, cũng không cần lại bồi tiếp người khác nói lời hữu ích, tòa nhà lớn kia hảo sinh ý, có thể không được đến phiên người ta a. À trước kia tại các ngươi trong phương trạch này bị tức, bây giờ đúng vậy đến tìm cơ hội hảo hảo giải lên một lần, dù sao, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phương Thốn càng nói càng chậm, cười tủm tỉm nhìn xem Tào Sương, nói. Biểu huynh tiền đồ, không phải thiếu niên nghèo thời điểm. Phương Lão ra nghe lời này, đã kinh ngạc ở, thần sắc không biết là khóc là cười. Mà chung quanh chúng trưởng quỹ thì cũng từng cái giữ im lặng, đón Phương Thốn ánh mắt, liền lặng lẽ tránh ra. Ngược lại là cậu người một nhà, nghe Phương Thốn cái này mang theo ý cười nói, đúng là càng nghe càng ngốc trệ, ẩn ẩn cũng có chủng nói đến trong tâm khảm cảm giác, kém một chút liền muốn vỗ tay bảo hay. Mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu tử này là tại đây ép buộc người trong nhà tới. Cậu cái thứ nhất mắng lên, "Danh con, sao dám đối với trưởng bối vô lễ?" mợ hận hận đẩy một cái biểu huynh Tào xương, có chút oán giận nhìn xem Phương Thốn. "Khá lắm tiểu tử, trước kia ngươi liền hoành, bây giờ cùng trước kia không giống với a, ngươi còn dám ngang như vậy?" Tào Sương cũng phản ứng lại, không khỏi nhớ tới trước kia, mình đã nhập thư viện 2 năm, cũng đã học xong thuật pháp cùng thần khí, theo lý thuyết đã cùng người bình thường kéo dài khoảng cách có thể mỗi lần biểu đệ này kéo một phát hạ mặt đến chính mình hay là vô ý thức đã cảm thấy sợ nhưng bây giờ không giống với lúc trước bây giờ ngươi phương gia lão đại đã không có mà trên người của ta thế nhưng là có tu vi ngươi người huynh trưởng kia chết rồi ta nhìn ngươi còn có thể hay không hoành được lên trên người hắn sát khí bừng bừng chộp một thanh liền muốn làm bộ hướng về phương thốn bắt tới chớ bị thương con của ta phương gia lão gia thấy sát khí kia, đã bị hù cơ hồ choáng váng, toàn bộ đào tại phương thốn trước người, muốn thay hắn cản trở. Mà phương thốn tại lúc này, đã là cau mày, bỗng nhiên đưa trong tay chén trà trùng điệp ném xuống đất. Cách cách một tiếng, cực kỳ thanh thúy. Ổn ào lấy cậu cặp vợ chồng cùng muốn động thủ biểu huynh bị động tĩnh này giật nảy mình, trong sảnh chúng trưởng quỹ cũng đều là khẽ run rẩy Mặc dù trong lòng bọn họ đều biết, bây giờ phương gia tiểu tiên sư đã không có, phương gia cũng không có chỗ dựa, chỉ là dù sao phương xích vừa mới chết không lâu, xây dựng ảnh hưởng còn tại. Thấy một lần đường đường phương gia nhị công tử chính xác động lửa, trong lòng vẫn là vô ý thức sững sờ. Biểu huynh vào thư viện, học được bản sự, ngược lại thật sự là là tiền đồ, luôn mồm muốn giáo huấn ta. Phương Thốn đứng ở trong sân, hơi lệch đầu, lạnh lùng nhìn biểu huynh Tào Sương, trên mặt khó nén ghét bỏ cùng chán ghét chi ý. Bá, 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 cũng là vào lúc này, bên ngoài phòng vang lên liên tiếp nhanh chóng chạy tiếng bước chân, chừng 10 cái người mặc trang phục, một thân hung hãn ý hộ viện gia đinh tràn vào trong đại sảnh. Mỗi người trên tay đều bưng một khung hàn quang lòe lòe ra châu kình nỏ, kéo gấp gân nỏ nhọn tại dưới ánh nến chiếu lấp lánh tuyết hàn thấu xương bọn hắn vây ở phía trước đem cậu một nhà ba người rắn rắn chắc chắc vây vào giữa nhìn qua kình nỏ cơ hồ đổi đến trên mặt kia cậu một nhà ba người trực tiếp ngây ngẩn cả người theo bản năng đùi có chút mềm ngươi các ngươi đây là muốn làm gì cậu phế đi thật là lớn kình mới nói ra một câu đầy đủ chân đã như run dày đồng dạng Phương Thốn lãnh đạm nhìn xem bọn hắn nói. Truyền thuyết luyện khí sĩ đều là một thân bản thân, đau thương bất nhập, vậy ta muốn biết những tên nỏ này có thể hay không giết được ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, trong sảnh tất cả mọi người không dám lên tiếng, mất hồn đồng dạng nhìn xem bị cung nỏ chỉ vào tàu xương cậu cùng mợ cả một đời cũng chưa từng thấy qua loại trang diện này, bị tên nỏ kia chỉ vào, cảm giác lúc nào cũng có thể bắn tới trên mặt mình đến, hắn lúc này đều đã bị hoảng sợ thân. Ngay cả lời cũng không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình nhi tử, cảm thấy hàng năm bỏ ra biển một dạng bạc, cúng bái nhi tử này đi học luyện khí sĩ bản sự, như vậy hắn hiện tại. Tổng sẽ không sợ những thứ này mà tàu xương thì run một mặt thịt mỡ, chỉ là mở to hai mắt nhìn chừng mắt những nỏ nhọn bén nhọn kia. Hàn quang lập lè, thậm chí có lam mang hiện lên, đây là uy độc A. Mặc dù chính mình cũng có chút thủ đoạn, nhưng nếu là những tên nỏ này bỗng nhiên vạn tên cùng bắn. Ngươi, ngươi, ngươi dám, không biết trong bụng trống bao nhiêu lần lần, hắn mới rốt cục run giọng gạt ra một câu tăng thêm lòng dũng cảm tức giận liền ngay cả lúc này nội sành cũng đã trở nên lặng ngắt như tờ tất cả các trưởng quỹ tiểu đông ra bọn họ từng cái câm như hến nhìn xem ai cũng không dám chi một tiếng chỉ là tại bọn hắn trong tâm lại quả nhiên là có chút kinh hãi luyện khí sĩ thủ đoạn ai chưa nghe nói qua cái nào có thấy người lại dám lấy hãn nô cầm tên nỏ đem cái luyện khí sĩ chỉ ở giữa đây cũng quá tươi mới một chút huống hồ phương nhị công tử thật sự dám để cho những hãn nỗ này xuất thủ cái kia tào xương dù gì cũng là trong thư viện học sinh a à, mà bây giờ ngươi huynh trưởng đã chết ngươi như bị thương hắn thốn thốn nhi ngươi chớ xúc động a à, liền ngay cả phương lão gia tử đều run giọng khuyên đứng lên phàm nhân thủ đoạn không tổn thương được luyện khí sĩ thật sao phương thốn có chút nghiêng đầu cười cười nói ta không tin trong sảnh đám người tất cả đều ngạc nhiên cũng liền vào lúc này phương thốn bỗng nhiên quát khẽ một tiếng tiểu thanh liễu, nhỏ tại, trong sảnh sông vào đến một thiếu niên thon gầy như khỉ, đầy mặt tinh quái. Phương thốn mặt không biểu tình, nói. Quất hắn, tiểu thanh liễu cười nói. Được rồi, chính tại mọi người đều rất cảm thấy kinh ngạc thời điểm, liền chợt thấy tiểu thanh liễu một bước nhảy đi qua, hướng phía tàu xương trên mặt chính là một vả. Đùng, một tiếng, cực kỳ vang dội, giòn âm thanh đến cực điểm. Biểu huynh chịu một vả này, cả người đều đã cứ thế tại đương trường, trên mặt một cái rõ ràng giấu bàn tay hiển hiện. Mà vô luận là cậu hay là mợ, hay là trong đầy sảnh này trưởng quỹ bọn người, càng là đã kinh hãi, thân thể cứng đờ, gã sai vặt này mà lá gan cũng quá lớn, rõ ràng chỉ là phổ thông cá nhân. Từ đâu tới đảm lượng, lại dám thật đi rút vị kia tiểu luyện khí sĩ miệng. Người ta nếu là nổi giận, thế nhưng là tiểu thanh liễu rút qua tàu xương một cái tát đằng sau, quay đầu hướng phương thốn nhìn một chút, chỉ gặp nhị công tử đang chú ý mục đích bản thân uống trà, không nói để cho mình ngừng. Liền lại cười hắc hắc, chuyển tay lại là một cái vả miệng, lại chuyển tay lại là một cái, gặp tàu xương theo bản năng ngẩng đầu lên, như muốn né tránh, dứt khoát nhảy dựng lên rút, cùng chỉ khỉ giống như. Trái một cái phải một cái, lốp ba lốp bốp chờ đánh con của ta, cuối cùng, đúng là mợ thực sự đau lòng, gào khóc khóc lớn đi lên, ôm lấy biểu huynh, thay hắn cản trở. Tiểu thanh liễu lúc này mới ngừng lại, nắm vút tay của mình, bĩu la hét. Luyện khí sĩ chính là luyện khí sĩ, tay đều đau. Trong sảnh vắng vẻ, tất cả trưởng quỹ cùng tiểu đông ra bọn họ, phải sợ hãi mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được một màn trước mắt, đây chính là đường đường thư viện học sinh tu tập thuật pháp tiểu luyện khí sĩ, trong toàn bộ liễu hồ thành đều tồn tại cao cao tại thượng, ngươi thế mà để cái hạ nhân, trước mặt mọi người quất hắn và miệng. Ai còn không người quan tâm tay có đau hay không a à, chỉ quan tâm cái này luyện khí sĩ khởi sướng giận đến, mệnh có ở đó hay không? Mà tại dưới vô số ánh mắt sen lẫn này, biểu huynh tào xương một mặt thịt mỡ, không ngừng run dày, hắn hai má đều đã mập sưng, còn hiện đầy vết máu, cho dù ai cũng có thể nhìn ra được hắn đáy mắt bừng bừng lửa giận không đè nén được kia một viên một viên giọt lớn mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống phẳng phất có núi lửa ở trong lòng trồng chất sen lẫn sắp bộc phát gắt gao nhìn chăm chú về phía trước mắt ôm ấp hai tay tiểu thanh liễu mà tiểu thanh liễu thì là cười hì hì nhìn xem hắn giống như là một chút cũng không sợ chung quanh kình nỏ bưng đến thẳng tắp dưới ánh nến màu xanh thẳm lấm ta lấm tấm hàn mang sắp thấm tại trên gương mặt biểu huynh rốt cục vẫn là nhịn không được lửa giận kia triệt để xông phá lý trí của hắn thế là hắn bỗng nhiên hai mắt lật một cái lệch qua trên mặt đất co quáp tào ra đại công tử sở trường bản lĩnh một lời không hợp liền muốn đánh người chỉ cần đánh không lại liền ngã trên mặt đất rút dương giác phong bạch thủ yêu sư hắc sơn lão quỷ ôn thần tới nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com không hiểu được người trong tu hành pháp môn người bình thường thực sự rất khó lý giải người trong tu hành bản sự mà trên thực tế người trong tu hành dù là chỉ là tiểu luyện khí sĩ thư viện đệ tử cũng không phải người bình thường có thể đối phó được lấy đại hạ vương triều làm thí dụ vượt ngang nam bắc địa vực trăm vạn nhân khẩu vô số có thể tu hành cũng chỉ bất quá là trong đó cực ít nhiếp một cái lấy người mà thôi tựa như liễu hồ thành này thành nam thành tây thành bắc lại thêm ngoài thành hoàn thành mà ở khai khẩn đất hoang lưu dân kỳ sổ sợ là không dưới trăm vạn nhưng có thể tu hành cũng chỉ có bạch xương thư viện mỗi ba năm tuyển nhận như vậy hơn ba trăm người có thể nói mỗi một cái có thể tiến vào bạch xương thư viện đều là người trong người những người khác cũng không phải nói không có khả năng tu hành mà là coi như tu hành cũng không đủ tài tư vậy cũng nuôi không nổi mà từ trong bạch xương thư viện đi ra nếu không phải bị gác đêm cung chiêu đi vậy cũng trực tiếp liền nhảy lên mà trở thành trong liễu hồ thành này người trên người loại người trên người này có thể cùng kiếp trước trên miệng nói một chút không giống với vô luận là tại luật pháp hay là tại về mặt thân phận đều đối với mấy cái này bạch xương thư viện đi ra tiên tử nhìn với con mắt khác gặp thành thủ mà không bái chém phàm nhân mà không chừng tội chết đây chính là đặc quyền mà càng quan trọng hơn chính là bọn hắn đều là học được một thân bản sự bọn hắn có thể hô phong hoán vũ ngự khí dịch quỷ không phải thường nhân có thể tưởng tượng đối với người bình thường tới nói cho dù là nhà giàu thân hào thân phận phi thường gặp được luyện khí sĩ cảm thấy cũng là sợ bọn hắn nghe nhiều có quan hệ luyện khí sĩ nghe đồn cho nên trong vô thức liền cảm giác luyện khí sĩ chính là luyện khí sĩ mặc kệ lớn nhỏ đều đắc tội không được bất quá phương thốn khác biệt hắn mặc dù cho đến bây giờ đều không có tiến vào tiên viện cũng không có bắt đầu tu hành nhưng cũng đọc thuộc lòng không ít điển tạ với cái thế giới này tận khả năng xâm nhập hiểu qua hắn cũng không nghi ngờ thế đạo này có lẽ là có cấp độ kia chính xác rời sông lấp biển trích tinh từng ngày đại luyện khí sĩ chỉ là phương thốn tin tưởng bực này trong truyền thuyết giống như tiên nhân cao thủ tuyệt đối sẽ không trưởng thành nhà mình biểu huynh cái dạng này cho nên mặt quay về phía mình biểu huynh hung phong hiển hách phương thốn liền chỉ là để mười mấy đỡ kình nỏ chỉ tại trên mặt của hắn không phải liền là thư viện học sinh a à? có phải là thật hay không có bản lĩnh rút vài bàn tay liền biết hài nhi của ta a à, nhanh cầm trà nóng nhanh cầm khăn mặt thấy quất vào trên đất biểu huynh cậu toàn ra lập tức bị hù khóc giống lên một tràng tiếng gào thét khóc trời đập đất để hắn nằm đi, lúc này đánh thức hắn làm sao xuống đài. Phương Thồn miễn cưỡng mở miệng, ngăn trở bên người nha hoàn, thanh âm lạnh như là hoàn toàn không nhận thân thích này. Nếu như các ngươi một nhà ba người còn muốn đi ra cánh cửa này, vậy bây giờ liền chỉ thành thành thật thật cho ta nói đi, người phía sau sai xử các ngươi tới là ai? Cậu một nhà lập tức bị hù dọa, nhìn qua Phong mang xanh mênh mang kia, hồn đều muốn bay ra. Đâu? Nào có cái gì người sai xử a, à, đến lúc này còn muốn mạnh miệng." Phương Thốn cười cười, nói: "Bằng các ngươi gia đình này đầu, còn không có nhanh như vậy kịp phản ứng, càng chưa chắc có lá gan tới cửa đến náo, đến tột cùng là ai ở sau lưng sai xử các ngươi tới có ý đồ với thập nhị liên hoàn ồ." Thống khoái giải thích ra đi, chung quanh hãn nô tiến lên một bước, tên nỏ thẳng tắp chỉ tại trên đầu nếu như những hộ viện này là Phương Lão gia gọi tiến đến, bọn hắn còn cố gắng sẽ không sợ sệt. chắc chắn Phương Lão gia không có khả năng thật làm cho người hạ thủ. nhưng hôm nay nói lời này lại là cái kia từ trước đến nay đều là lấy tay ăn chơi lấy sưng. Phương nhị công tử a ai biết con hàng này có thể hay không khởi sướng điên đến thật hướng thân thích ra tay trong lòng Trung quy là e ngại đầu cũng rỗng rốt cục vẫn là cậu run dày mở miệng đừng Đừng cách gần như thế, vạn nhất tay trượt ta cùng ngươi giảng là được. Người kia, là, là, thôn hải băng lão triều, thôn hải băng, nghe được cái tên này, phương thốn nhíu mày. Trong thính đường một đám trưởng quỹ cùng tiểu đông ra bọn người, thì lộ ra vẻ kinh hãi. Liền ngay cả phương gia lão gia, cũng lập tức sắc mặt có chút đau thương. Thế mà, lại là, là đám kia hung nhân. Thế đạo này, rồng có long đàm, chuột có đường chuột, có triều đình, liền có giang hồ. Đại hạ vương triều triều đình chính là tiên điện, là thần cung quận phủ, là thư viện, là thành phủ, giang hồ chính là thôn Hải Bang. Vị cậu này trong miệng nâng lên thôn Hải Bang, kỳ thật chính là tại Liễu Hồ thành thanh danh rất là vang dội một đám hung nhân, mà vị kia lão triều thì là mọi người đều biết thôn Hải Bang bang chủ. Nghe nói người này tán tu xuất thân, tu có tà pháp, vô tung vô ảnh, giết người như ngoé, chuyên ti hại người bắt cóc tống tiền sự tình, hoành hành một phương. Tại liễu hồ thành này không biết làm xuống bao nhiêu chuyện ác, lại ngay cả thành thủ đều không làm gì được hắn. Đối với dân chúng tầm thường có thể là tiểu thế gia bọn họ mà nói, cái này lão triều, liền là ai cũng không dám trêu chọc ôn thần trước kia phương gia tự nhiên không sợ hắn, thôn hải băng cũng là một mực vòng quanh bọn hắn đi, ai nghĩ đến bây giờ đại công tử này mới vừa vặn không có thôn hải băng hung nhân. Thế mà liền đem chú ý đánh tới phương gia ở ngoài thành thập nhị liên hoàn ổ phía trên, cái này nhưng như thế nào tốt rồi. Người phương nhị công tử lá gan không nhỏ, cầm tên nỏ chỉ vào thư viện đệ tử, nhưng người đi chỉ lão triều thử một chút chính là trong thư viện giáo viên sợ là cũng không dám trêu chọc hắn đâu nguyên lai like là hắn phương thốn âm thầm gật đầu liễu hồ thành theo hồ dựa vào nước trong nước thương mậu phong phú tay nắm bến tàu bạc này giống như là trong cửa vào ảo ảo chảy một năm không biết kiếm lời mấy chục vạn lượng đâu kiếm bộn không lỗ liễu hồ thành đầu một phần kiếm tiền mua bán bị người để mắt tới cũng không kỳ quái hải nhi hải nhi a à phương lão gia lập tức phản ứng lại đưa tay lôi kéo phương thốn cánh tay nói người nghe cha mà nói nếu là người kia nhìn chúng chúng ta cũng đừng cùng hắn tranh giành không phải liền là mấy cái bến tàu ta cho hắn chính là người này cũng không tốt sống chung a à. thân là trong liễu hồ này phú quý người rảnh rỗi phương lão gia sợ chính là lão triều loại này chuyên môn cho người ta gây phiền toái nhất là ngày bình thường nghe nhiều có quan hệ vị hung nhân này truyền ngôn, nghe nói hắn hung đứng lên, ngay cả trong thành các thế gia còn không sợ. Đã từng liền có tần gia tiểu công tử bị người bắt đi, đòi hỏi 100.000 lượng bạc tần gia đem bạc cho, nhưng ngày thứ hai tiếp trở về lại chỉ là cái đầu. Phương lão gia không muốn nhìn thấy phương thốn đầu, hay tử nhà mình đầu hay là giữ lại ăn cơm đi mà trong sảnh này, chư vị các trưởng quỹ, ánh mắt cũng đều không khỏi trở nên phức tạp, có chút đối mặt đều là tâm tư lưu động. Nguyên lai like, thật có một chút tham, nhanh như vậy đã nhìn chằm chằm Phương Gia làm ăn. Trước đây trong lòng của bọn hắn vẫn chỉ là lo lắng như vậy, ngay cả thôn Hải bang người như vậy cũng bắt đầu chuẩn bị đối với Phương Gia động thủ. Chính mình những người này có phải hay không cũng muốn sớm làm chút chuẩn bị? dù sao bọn hắn đều hiểu phòng đổ phòng sập núi lở nước tuôn có lẽ là một chốc sự tình thôn hải băng tên tuổi để ở chỗ này bọn hắn nếu thật ra tay bây giờ phương ra lại nào có nửa phần ngăn cản chi lực bạch thủ yêu sư hắc sơn lão quỷ đến phiên ta nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thôn hải băng tên lão triều vừa nói ra trong sảnh liền có vẻ hơi bị đè nén đứng lên Chúng trưởng quỹ đều mang tâm tư, phương lão ra mặt như màu đất, liền ngay cả lúc này phương thốn, cũng nhíu mày, đang suy nghĩ cái gì? Tỷ phu, ngươi nghe ta nói. Vị kia tào cậu, gặp lão chiều tên tuổi, thế mà đem phương lão ra dọa thành bộ dạng này, lá gan cũng lớn chút, nói. Hiện tại thật không thể so với trước kia, trong cả tòa thành đều đang đồn, phương gia đại công tử không có, trước khi chết lại đang bên ngoài đắc tội đại nhân vật không biết lúc nào liền muốn ra tay cả phương gia đâu hiện tại không ai sợ chúng ta cái kia lão triều để mắt tới phương gia sinh ý làm ăn này đối với phương gia tới nói chính là gây tai họa dễ a à. lưu là tuyệt đối không có khả năng lưu được còn không bằng chính xác liền cho hắn tiêu tai giải nạn nghe được lời ấy phương lão ra theo bản năng liền gật đầu liền lập tức trưởng quỹ cùng tiểu đông ra kia mặc dù giữ im lặng nhưng cũng ở trong lòng công nhận câu trả lời này bọn hắn bực này gia đình bình thường bị loại hung thần này để mắt tới đó chính là trên trời rơi xuống tai kiếp trực tiếp đem sinh ý giao ra không mất mặt nếu là nhất định phải cùng người ta đối cứng đứng lên rơi vào cái cửa nát nhà tan hạ tràng mới gọi ngu xuẩn đâu trong một mảnh kiềm chế phương thốn bỗng nhiên đánh gãy cậu mà nói cười tủm tỉm nói lão triều cho phép ngươi bao nhiêu chỗ tốt cậu lập tức sắc mặt có chút xấu hổ ngượng ngùng không lên tiếng Mợ ở một bên nói. Chúng ta cũng là thay Phương gia cân nhắc đâu, nào có cái gì chỗ tốt. Phương thốn nhíu mày, từ hộ viện trong tay nhận lấy một khung cung nỏ, trong tay vuốt vuốt, phương hướng tựa hồ chỉ vào tàu xương. Cậu vội vàng nghiêng người con tre lại tàu xương, nột nột nói. Cũng không có gì tốt chỗ, chính là lão triều nói, để cho ta đem thập nhị liên hoàn ổ thương khế cho hắn, về sau cái này thập nhị liên hoàn ổ chính là hắn, nhưng là hắn hắn hứa hẹn phân cho ta ba cái các ngươi một bên chín cái một bên ba cái duy chỉ nhà ta cái gì cũng không rơi xuống phương thốn cười lạnh đưa trong tay cung nỏ đưa trả lại hộ viện nói thật sự là tốt thân thích lão triều đại gia không thể trêu vào a à. chuyện cho tới bây giờ cậu cũng đánh bạc ra mặt kêu la Tỷ phu ngươi có thể nghĩ tốt đi, lão triều là cái hung nhân, truyền thuyết hắn cầm người sống tâm can nhắm rượu đấy, trong liễu hồ thành này, đó cũng là cái nói một không hai tồn tại. Nếu hắn đã để mắt tới cái này thập nhị liên hoàn ổ, liền đem làm ăn này trở thành chính mình, hôm nay cự tuyệt hắn, chỉ sợ không ra ba ngày, hắn liền sẽ trực tiếp dẫn người đến đoạt. Phương gia lão gia đã mặt như màu đất, chỉ là lôi kéo phương thốn cánh tay, không ngừng nói đúng vậy a à, đúng a à, không nhọc cậu phế tâm ngược lại là phương thốn cũng không để ý chỉ là khoát khoát tay để hộ viện tránh ra một con đường sau đó nói nếu như ngươi trở về lão triều người bên kia tới hỏi cũng làm phiền ngươi cho hắn mang hộ cái nói không quan tâm mấy ngày cái này thập nhị liên hoàn ổ sinh ý hắn vớt không đến ngươi cái này cậu nghe được lời này toàn bộ liền đã mộng cái này tay ăn chơi phương lão nhị, từ đâu tới lớn như vậy lực lượng, dám cùng lão triều khiêu chiến. Thật coi ngươi huynh trưởng còn sống đâu. Nhưng phương thốn chủ ý đã định, liền đã sẽ không tiếp tục cùng hắn rông dài, trực tiếp khua tay nói. Đưa ra ngoài đi, lại hướng cậu nói. Các ngươi gia đình này, về sau cũng không cần tới cửa, tránh khỏi về sau ta phương ra chiếm nhà các ngươi vị này tiểu luyện khí sĩ tiện nghi cậu một nhà như được đại xá, vội vàng đem trên mặt đất chính một bên miệng sùi bọt mép một bên nhìn trộm nhìn xem chung quanh động tĩnh biểu huynh tào xương giúp đỡ đi ra, sám xịt ra bên ngoài chạy. Trong lòng mắng thầm cái này người phương gia trụ cột đều đã chết còn như thế hung, sớm muộn chết sạch. Khó xử nhất chính là những trưởng quỹ kia, bọn hắn toàn trường nhìn cậu một nhà này nháo kịch nói đều không có dám nói mấy ngụm lúc này cậu một nhà đi bọn hắn giống như là trên vai đè ép ngọn núi lời cũng không dám nói rõ ràng cuống họng khát khó chịu cũng không dám đưa tay đi lấy bên cạnh trà chư vị trưởng quỹ cùng đông ra chắc hẳn đều chuẩn bị một bụng nói muốn nói a à. cũng tại lúc này phương thốn rốt cục đem ánh mắt nhìn về hướng bọn hắn trêu đến bọn hắn từng cái run run một chút đáng giận là vị này phương nhị công tử đến lúc này thế mà đều không cho những hộ viện cầm trong tay kình nỏ kia rút đi vẫn tại trong sảnh này đứng đấy không có không có cuối cùng được một vị lớn tuổi lá gan lại lớn tiểu đông ra run giọng mở miệng chúng ta lần này đến chỉ vì đại công tử vội về chịu tăng những người khác liên tục gật đầu đúng đúng, chỉ vì vội về chịu tăng, đã là không có lời gì để nói, vì sao ta phương gia muốn bạc không có một nhà đủ số giao đến, phương thốn bất động thanh sắc, bình tĩnh hỏi. Này một đám trưởng quỹ cùng tiểu đông gia lập tức trở nên có chút lúng túng. Nhất thời tâm loạn như ma, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật có mấy lời, các ngươi không cần phải nói ta cũng minh bạch, phương thốn bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, thản nhiên nói các ngươi cùng ta phương gia sinh ý vãng lai có không ít là chủ động đầu tới ta phương gia giống như là không vốn vạn lời thế nhưng phải nói rõ trắng nếu không có ta phương gia tên tên che chở bạc của các ngươi cũng kiếm được cũng không ổn định bây giờ các ngươi nếu có người muốn lui cổ vậy cũng xin cứ tự nhiên chỉ là cảnh cáo cũng nên nói tại phía trước ta phương ra bậc cửa không cao lắm hắn nói đến đây có chút dừng lại nói nhưng cũng không phải ai nghĩ ra liền ra muốn về đến liền trở lại chúng trưởng quỹ cùng tiểu đông ra hai mặt nhìn nhau sau nửa ngày bỗng nhiên liên tục gật đầu lúc đầu có người chuẩn bị một bụng nói muốn nói một chút thế nhưng là bây giờ thế mà chết sống không biết nên nói như thế nào cửa ra cũng có người vốn chính là mượn cơ hội này nói cho rõ ràng có thể phương nhị công tử bỗng nhiên nói phen này rộng lượng lời nói, cũng làm cho tâm hắn ở giữa có chút trần chờ nhìn phương gia như thế có lực lượng, chẳng lẽ nói, mặc dù đại công tử một, nhưng còn có khác chỗ dựa. Như vậy cũng là không kỳ quấy, dù sao phương đại công tử cấp độ kia người lợi hại, ai biết còn có hay không cái gì lợi hại bạn cũ, được rồi, đều là nhiều năm lão giao tình, nói không cần phải nói như thế minh bạch, chư vị xin cứ tự nhiên đi, phương thốn nhẹ nhàng bưng lên trà, chậm rãi nói. Gần nhất phương gia muốn trị tăng, chư vị có việc, liền trực tiếp tìm quản gia thương lượng liền tốt là. Đúng đúng đúng, cái này cáo từ, phương lão gia nén bi thương, chúng ta lại đi một đám trưởng quỹ cùng tiểu đông ra như được đại xá từ kình nỏ hàn quang lòe lòe kia ở giữa thối lui ra khỏi đại sảnh sát mồ hôi lạnh nhất thời trong sảnh chỉ còn lại phương lão gia từ cùng phương thốn hai cái im lặng mà bên ngoài phòng chờ lấy nha hoàn bọn nô bộc cũng từng cái không dám thở mạnh lặng lẽ tiến đến dọn dẹp trên đất mảnh xứ vỡ ai ta sư vũ thanh nga à? Phương gia lão gia đau lòng nhìn thoáng qua trên đất mảnh xứ vỡ, bỗng nhiên ý thức được đây không phải đau lòng chén trà thời điểm, vội vàng thân thể hướng bên này nghiêng một chút. Giật phương thốn tay áo, giảm thấp thanh âm nói. Con của ta à, vừa mới ngươi cùng những người này nói những lời kia, phương thốn có chút bất đắc dĩ, nói. Dọa một chút bọn hắn mà thôi, chống đỡ cái mặt mũi, phương gia lão gia có chút ngẩn ngơ. Đem ta cũng hù đến nha. Phương Thốn mười phần bất đắc dĩ nhìn nhà mình lão gia từ một chút cảm giác tâm mệt mỏi. Phương gia lão gia phản ứng lại vội vàng nói: hữu dụng không? Phương Thốn từ từ lắc đầu nói: người ta lại không phải người ngu, hiện tại chỉ là mượn huynh trưởng dư uy kéo đại kỳ mới khiến cho bọn hắn không dám dơ chân. Chờ thêm mấy ngày, tự nhiên có người thông minh phân biệt rõ ra tương lai nhất là lão triều đã để mắt tới nhà ta bọn hắn chỉ cần chờ lấy liền tốt nếu như lão triều đắc thủ những người này tự nhiên cũng liền nắm chắc lại động thủ lúc sợ là ai cũng ngăn không được cái này phương lão ra từ khuôn mặt có chút phát khổ một hồi lâu mới thở dài nói thốn nhi a à, cha biết trước mặt người khác phải mặt mũi ngoan thoại nói hai câu liền nói hai câu nhưng lão triều nếu đánh lên nhà chúng ta chủ ý hay là của đi thay người bỏ cho hắn đi cũng không chỉ là nói dọa phương thốn nhìn thoáng qua nhà mình lão cha từ từ vuốt vuốt mặt nói ca ca không có những xài lang kia tìm tới cửa là trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi phía ngoài sinh ý nên bỏ liền buông tha nhưng trong thành này cửa hàng là muốn bảo vệ tới tương lai các ngươi lão lưỡng khẩu chi phí còn có ta đi tu hành đều cần tốn hao sao có thể lập tức đuổi sạch sẽ trong thành cửa hàng phương lão ra từ ngẩn ngơ thập nhị liên hoàn ổ không phải ngoài thành sao, thay cái lúc khác ta còn thực sự sẽ không vì thập nhị liên hoàn ổ cùng lão triều đòn khiêng đứng lên, cho hắn liền cho hắn. Phương thốn cao mày nói, nhưng bây giờ không được, hắn quá nóng lòng, huynh trưởng vừa mới hạ táng liền cái thứ nhất nhảy ra ngoài đánh chúng ta phương ra chủ ý. Nếu là chúng ta cứ như vậy đem thập nhị liên hoàn ổ chắp tay nhường cho, những người khác liền cũng chỉ sẽ coi chúng ta phương gia là thịt mỡ, học theo, như ong vỡ tổ dâng lên. Đừng nói ngoài thành các nơi sinh ý, chính là trong thành mấy gian cửa hàng này, cũng không bảo vệ nổi đến, vậy. Vậy 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 ngươi muốn làm sao xử lý, phương lão gia tử nghe được đều cà lam. Ngươi! người muốn theo lão triều, lão triều không phải biểu huynh, nhà chúng ta không đối phó được hắn, phương thốn từ từ lắc đầu, nói. Trong liễu hồ thành này, có thể đối phó lão triều, chỉ có thư viện cùng thành thủ, phương lão gia tử nghe vậy, ngược lại là nao nao, vội nói. Vậy ta đi cầu thành thủ, ta cùng hắn quen biết. Quen biết, phương thốn nghe, ngược lại là nở nụ cười, nói đó là trước kia hiện tại cầu thành thủ nói không chừng ngay cả người đều gặp không lên huống hồ phụ thân lại ngẫm lại lão triều có thể tại liễu hồ thành quát xá phong vân nhiều năm như vậy lấn hoành trong thôn đó là việc nhỏ nhưng hắn ngay cả một chút tiểu thế gia cùng tiểu luyện khí sĩ đều không để vào mắt trêu đến người người oán trách lại không người dám động đến hắn thật cùng thành thủ không có quan hệ sao có mấy lời hắn chưa hề nói quá thấu Nói không chừng, lão Triều căn bản chính là người của thành thủ. Nói không chừng, đến Đoạt thập nhị liên hoàn ổ chủ ý căn bản chính là thành thủ. Cái này, cái này, cái này. Phương lão gia tử nghe Phương Thốn kiểu nói này, đúng là có chút tuyệt vọng, suy nghĩ đến nửa ngày mới thần sắc ảm đạm nói: Gia tài là ngươi huynh trưởng kiếm được, ném đi liền mất đi, lại để cho ta đi qua thời gian khổ cực thật cũng không cái gì, chỉ là ngươi cùng mẹ ngươi thân thể này. Phương Thốn nhìn thoáng qua Phương lão ra từ cái bụng tròn vo kia, bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân một mực giải sầu liền tốt ta sẽ xử lý, hơi trầm ngâm, Phương Thốn bình tĩnh mở miệng. Trước kia đến huynh trưởng che chở qua vài chục năm cuộc sống an ổn, hiện tại, đến phiên ta. Cái này, Phương lão ra lại là không hiểu, lại là trần chờ nhìn về hướng trên ghế bành, Phương Thốn khuôn mặt bình tĩnh mà đạm mạc kia, giờ khác này phương lão gia tử tựa hồ có chút hoa mắt phảng phất thấy được mình đã chết đi đại nhi tử